Các truyện hương xưa hân hạnh giới thiệu bộ truyện Gió ấm không bằng anh thâm tình của tác giả Thanh Thanh Thùy Tiếu, phần 43. Các bạn đang nghe truyện tại kênh các truyện hương xưa, xin hãy bấm đăng ký, thích và chia sẻ để giúp chúng mình có thêm động lực nhé. Xin cảm ơn các bạn a đồ thái tức giận đến mức phát hỏa túm chặt vai áo quý noãn, chậm rãi siết cò súng đang hướng về phía cô kể cả có phải mặt đối mặt với mặt cảnh thâm thì trong tay hắn cũng đã có con bài tẩy này hắn không tin mặt cảnh thâm dám ra tay Khóe miệng quý noãn run rẩy nửa ngày cũng không phát ra âm thanh gì cô chậm chạp một lúc rồi mới cười thật thất hàng giọng nói tao cười mày cái dáng vẻ này của mày đúng là chết đến nơi rồi a đồ thái nổi giận nhìn như muốn nổ súng Ất chật không biết quý noãn lấy được sức lực từ đâu, kéo cổ tay hắn qua rồi cắn mạnh. A A đồ thái bị đau, nhất thời không thể kiểm soát được khẩu súng trong tay, tiếng súng vang lên trong xe, đạn bắn vào cửa sổ chống đạn. Tiếng súng trầm đục trong xe vang lên to rõ lạ thường. Mặt cảnh thâm đang sắp đến gần, đôi mắt lập tức lóe lên tia sợ hãi, nhìn về phía cửa sổ xe đen như mực kia. Trong tích tắc, quý noãn ngước lên nhìn sát ý trong mắt A đồ thái. Mặt cảnh thâm đang ở bên ngoài xe, nếu anh đã đến, còn có cả đám AK đều đang ở ngoài để giải cứu thì cô không thể tiếp tục khoanh tay ngồi nhìn. A đồ thái chợt hất quý noãn ra, lại dí súng nhắm vào đầu cô. Quý noãn vẫn nhìn chầm chầm vào mắt hắn, chậm rãi nâng cánh tay lên. Cánh tay nhún đầy máu lóe lên tia lạnh lẽo trong buồng xe tối tăm. A đồ thái chú ý đến cử động của cô, cảnh giác siết cò súng một lần nữa. Quý noãn lại bất ngờ chọc mạnh lấy bàn tay đang cầm súng của hắn, Ánh mắt lạnh lùng. Ngay khi hắn sắp bóp cò, cô bất chợt phun ra một câu bằng tiếng Khmer. A Đồ Thái chấn động, sát ý càng lộ rõ. Hắn giữ tận nheo mắt lại, trong khoảng khắc dùng toàn bộ chú ý vào cô. Đây là câu nói tiếng Khmer mà Quý Noãn đã vô tình học được từ bà cụ ở Campuchia 3 năm trước. Không ngờ hôm nay lại phát huy tác dụng. Khi A Đồ Thái bị câu nói của Quý Noãn thu hút toàn bộ sự chú ý thì thân xe lại rung lên thật mạnh vốn đang ngồi vững vàng a đồ thái bất ngờ khẽ ngửa người ngã ra đằng sau khẩu súng đang dí bên quý noãn bị chệch đi một chút cô vươn tay ra định cướp một tay a đồ thái giơ súng lên tránh tay kia giật tóc cô chửi thề đập mạnh đầu cô vào cửa xe da trán quý noãn lập tức bị rách toạc mắt hoa lên đúng lúc này mặt cảnh thâm ở bên ngoài xe tìm được thời cơ xông lên thuận lợi nhất khi chiếc xe phía sau lao về phía trước tiếp tục liều mạng tìm đường thoát thì người trong xe chỉ nhìn thấy hai bóng dáng nhanh nhẹn nhảy vọt lên xe. AK theo sát sau lưng yểm trợ mặt cảnh thâm, bất chợt kéo mở cửa xe sau ra. Quý Noãn đang tựa vào cửa xe, vì lực cánh cửa bị mở ra mà gần như nửa người trên đều lộ ra ở ngay sườn xe. Mặt cảnh thâm hoảng sợ nhìn cô như sắp lao từ trong xe ra với nửa người đầy máu. Hình ảnh ba năm trước ở Los Angeles lại hiện lên, khi ấy quý noãn vì bị đẩy ngã từ chiếc xe đang chạy với tốc độ cao mà mất đi đứa con. Mặt cảnh thâm cao chặt mày, anh lập tức vươn cánh tay ra, thả người xuống. Câu quý noãn vừa nói bằng tiếng cam bốt đại ý là, kẻ đi đe dọa người yếu thế thì mới chính là kẻ yếu. A Đồ Thái là người luôn có thói quen đứng trên người khác, tuyệt đối không bao giờ cam tâm chịu thua kém. Khi bị cô dễu cợt như vậy thì đương nhiên hắn sẽ nổi cơn điên, nhất thời mất lý trí mà dùng toàn bộ sự tập trung vào cô vì hắn không ngờ cô lại biết ngôn ngữ của bọn hắn câu nói này là do bà cụ người cam bốt đã từng cứu cô nói sau khi che chở cô trước mặt a các bố bà cụ đã đưa cô về lều băng bó vết thương chính giọng nói có vẻ phàn nàn bất mãn đã giúp quý noãn nghe ra được ý tứ của bà bà cụ không thích bọn họ ức hiếp một người phụ nữ trói gà không chặt nhưng lại không dám nói trực diện chỉ có thể lén lút nói trong lều lúc đó quý noãn liền đọc thuộc câu nói này sau đó khi đến anh cô vào thư viện thì vô tình nhìn thấy từ điển của cam cô tiện tay lật ra tra ý nghĩa của câu nói kia cuối cùng mới hiểu được câu nói mà mình học được có nghĩa là gì lúc này a đồ thái vừa bị phân tán sự tập trung đã lại trừng mắt nhìn mặt cảnh thâm và a ca đang xông lên mua xe lập tức nổi điên sai hai tên thuộc hạ trong xe tăng tốc để hất ngã hai người họ nửa người quý noãn như muốn rơi xuống từ cửa xe bị bật ra cô ngước mắt lên nhìn bàn tay mặt cảnh thâm đang vươn về phía mình cố nén làn nước mắt đang chảy ra từ khóe mắt, cô há miệng nói nhưng vì tốc độ xe chạy quá nhanh nên không thể nghe rõ được. Chỉ là mặt cảnh thâm vẫn hiểu được cô muốn nói gì từ khẩu hình của cô, mọi người hãy cẩn thận. Đầu chân mày của mặt cảnh thâm cao chặt lại, AK ở sau lưng anh hỗ trợ để anh cúi xuống cứu quý noãn, đồng thời hét lên, ông mặt, đằng trước có khúc cua, rất dễ bị hất ngã, chúng ta phải nhảy xuống ngay. Nếu không với tốc độ này mà xe vào cua thì chúng ta không thể giữ thăng bằng trên này được. A ca nói xong thì dùng một tay túm lấy cánh tay mặt cảnh thâm, còn tay kia bám vào cửa sổ xe ở vị trí lái, cố gắng quấy nhiễu người đang cầm tay lái bên trong để xe giảm tốc lại. Không được giảm tốc. Lao lên. A đồ thái vừa nói vừa giơ súng lên chỉ thẳng vào mặt cảnh thâm đang ló người xuống ở cánh cửa mở rộng. Ánh mắt mặt cảnh thâm vẫn chỉ ghim chặt vào cặp mắt rưng rưng của quý noãn. Cảm giác đau lòng sâu sắc không tưởng tượng nổi chiếm toàn bộ các giác quan của anh. Ánh mắt quý noãn như thể đang muốn tạm biệt anh, cô không có ý định được cứu sống, càng không có ý định để anh phải trả giá vì cứu cô. Ánh mắt của cô vô cùng thanh thản. Sự thanh thản này lại khiến lòng anh trào dân từng lớp sóng mãnh liệt. Anh bất chợt chộp lấy cánh tay lạnh như băng của cô, rồi quyết đoán giật mạnh cô lôi từ xe ra ngoài. Động tác khó khăn này đặt bản thân mặt cảnh thâm vào vị trí nguy hiểm nhất. A ca thấy A đồ thái định nổ súng, thì ngay khi mặt cảnh thâm lôi quý noãn từ trong xe ra, anh lập tức luồn hẳn vào chỗ ghế lái, súng trong tay nhắm thẳng vào trán tên đàn em đang lái xe. Chiếc xe bị mất lái bắt đầu lắc lư không thể đi thẳng về phía trước. A à, đồ thái bị lắc lư theo nên cánh tay chệch hướng, cửa kính chống đạn chưa được mở ra để bắn mặt cảnh thâm thì trong tình thế nhìn cân treo sợi tóc, anh đã lập tức lôi theo quý noãn từ thân xe lăn xuống đất. Quý noãn đã bị đau đến không còn cảm giác, lại được mặt cảnh thâm ôm trọn vào lòng, nhưng chấn động lúc rơi xuống đất khiến cô hoảng loạn cho dù mặt cảnh thâm là người tiếp đất trước. Anh dùng chính cơ thể mình để che chắn cho cô. Hơn nữa, sau khi bay từ xe ra, theo lực quán tính, anh vẫn ôm chặt cô lăn mấy vòng trên mặt đất. Khi dừng lại được, một tay mặt cảnh thâm chống dậy bên người cô, anh đỡ lấy gáy cô, ôm cô siết vào lòng như bảo bối có được lại sau khi mất đi. Đằng xa, chiếc xe kia vẫn cố gắng đổi hướng lái, AK vẫn dằn co với những người trong xe, các xe khác đang bao vây đằng trước nhìn thấy mặt cảnh thâm đã cứu Quý Noãn an toàn rời khỏi chiếc xe kia thì cũng sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Quý Noãn đã mất hết sức lực, tự đầu vào ngực mặt cảnh thâm, chậm rãi mở mắt ra, cảm thấy rất an toàn. Trong suy nghĩ, cô cứ nghĩ mình chết chắc rồi, vậy mà lúc này lại bình yên vô sự được cứu ra ngoài. Xác định mình thật sự đã thoát hiểm, cô nhắm mắt lại, thở hắt ra một hơi thật dài. Mặt cảnh thâm cúi xuống nhìn vết thương trên đầu và khắp người cô, trên má cô còn hàng dấu tay của A Đồ Thái, còn vết máu trào ra trên lưng và khóe miệng, tóc rối bời xỏa vai trước vai sau, cả người như không còn chỗ nào lành lặn. Mặt cảnh thâm lấy tay lau má cô, không thể tưởng tượng chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi mà cô đã phải chịu đựng những gì. Sự sợ hãi và đau đớn trong mấy tiếng đồng hồ vừa qua khiến quý noãn gần như mất đi tri giác, cô cố mở to mắt nhưng ánh mắt nhìn anh vẫn mông lung không tiêu cự. Cô dán mắt nhìn người đàn ông tự tay giải cứu cô ra khỏi vực thẳm trong giờ khắc sinh tử, cuối cùng cũng tin tưởng rằng, người đàn ông bình thường lúc lạnh lùng lúc dịu dàng này có bản lĩnh và quyết đoán đến thế nào. Năng lực phán đoán của anh, căn cứ 11, còn có những cấp dưới và đám huynh đệ có bản lĩnh như AK sau lưng anh, tất cả đều là dáng vẻ mà cô đã từng nhìn thấy ở Campuchia 3 năm trước. Anh khoác âu phục lên thì chính là tổng giám đốc mặt được người người chú ý, nhưng cởi âu phục ra thì lại trở thành một người vô cùng tàn nhẫn quyết liệt đây chính là mặt cảnh thâm cô đã sớm hiểu và cũng là người đàn ông cô yêu anh chấp nhận chịu đựng tất cả là vì cô cô cũng vậy khi ở giữa ranh giới sống và chết quý noãn đã hiểu được tình yêu của anh nhưng vào thời khắc này giữa trời đất mịt mờ ánh mắt cô trở nên mơ hồ choáng váng cô không thể nhúc nhích cũng không thể nói được một câu đầy đủ quý noãn nói chuyện đi mặt cảnh thâm đã lường trước cô có thể bị thương khi bị A Đồ Thái bắt giữ, nhưng không ngờ cô lại bị thương đến thế này. Anh đã tìm được cô trong thời gian khá ngắn, nhưng dù sao A Đồ Thái cũng là một kẻ điên vô nhân tính. Nhìn thấy máu trên khóe miệng và đầu của cô, mặt cảnh thâm cố đè nén cảm giác mãnh liệt muốn giết người. Thấy cô không nói lời nào, anh bất chợt bế ngang người cô lên. Mặt cảnh thâm, quý noãn bị anh vội vã bế lên thì chậm chạp lên tiếng, giọng nói nhỏ trí như mũi kêu. Mặt Cảnh Thâm ngừng lại cúi xuống nhìn cô, tưởng rằng động tác bế cô dậy đã làm cô đau, xe sắp đến rồi, anh sẽ đưa em vào viện ngay. Em đau ở đâu thì nói cho anh biết. Giọng anh rất thấp, như sợ làm kinh động đến cơ thể đang bị thương nặng mà vô cùng yếu ớt trong lòng, cũng như sợ làm kinh động đến bản thân mình đang cố đè nén cơn phẫn nộ sắp bùng nổ. Lúc trước ở Campuchia, Quý Noãn cũng không bị thương nặng như thế này. Cô chỉ bị đạp một cước, bàn tay bị bỏng, bị chĩa súng đầu thế mà anh đã căm hận đến nỗi bắn đối phương một phát chết tươi. Bây giờ mặt cảnh thâm hoàn toàn chỉ dựa vào chút lý trí để cố giữ tỉnh táo. Quý noãn nằm trong lòng anh khẽ lắc đầu, mặt vùi sâu vào áo sơ mi của anh, hít vào mùi hương sạch sẽ nhẹ nhàng mát lạnh nhưng vẫn ấm áp chỉ của riêng anh. Xin lỗi, em khiến anh bị bọn chúng uy hiếp, hại anh phải mạo hiểm. Tại em chủ quan, xin lỗi, lẽ ra em không nên đến Los Angeles, ánh mắt vốn đang cố giữ bình tĩnh của mặt cảnh thâm bỗng tràn ngập xót xa, chuyện này không liên quan đến em. Nếu bọn chúng không phát hiện ra em ở gần anh thì chúng cũng sẽ tìm cách gây rối những người khác, anh còn có ba mẹ ở Los Angeles. Nếu em vẫn ở Hải Thành khiến bọn chúng không thể chuyển mục tiêu sang em thì chúng cũng sẽ dùng đến thủ đoạn tàn độc hơn. Với loại người này thì bất kỳ ai có liên quan đến anh đều là điểm yếu để hạ gục anh thấy quý noãn vẫn chưa hết ấy nấy mặt cảnh thâm đỡ đầu của cô lên cúi xuống hôn lên mái tóc cô rồi nói em đến los angeles chỉ để làm việc dù sao em cũng là người đứng đầu tập đoàn em em bắt em ở lại hải thành là không hợp lý em không làm liên lụy cho anh là tại anh đặt em vào tình thế nguy hiểm không phải tại em noãn noãn em đau ở đâu thì cứ nói đừng cố chịu cũng đừng tự trách mình nghe thấy không quý noãn yếu ớt cười khẽ lúc trước đáng lẽ em nên học phong lăng bắn súng cho thật tốt sau này em học võ tự vệ cũng không nghiêm chỉnh nếu em giỏi hơn một chút thì ít nhất còn có thể giúp được anh không làm liên lụy đến anh Mặt cảnh thâm cao mày ông cô ghì vào ngực hôn lên tóc cô lên vết máu trên trán cô cuối cùng ghé sát vào tai cô trầm ấm nói anh không cần em chỉ cần là chính em thôi anh yêu con người hiện tại của em không phải thay đổi không phải học gì hết Em không cần phải tiếp xúc với những chuyện này, cứ sống một cuộc sống yên bình mới là quý giá nhất. Anh hy vọng em luôn luôn bình an, không cần phải dính dáng đến những thứ liên quan đến súng đạn gì hết. Ngoan, đừng nghĩ lung tung nữa. Má quý noãn rất đau, có lẽ cũng vì gió ngoài trời lạnh đến thấu xương. Cô không nhìn thấy được một bên mặt trắng bệch của mình bị máu bao phủ đáng sợ đến thế nào, chỉ tựa đầu ác vào ngực anh, khàn giọng nói, anh nói xem. Nếu hôm nay em chết trong tay chúng, thì em có thể quay về nơi chúng ta đã từng gặp nhau không? Hay là cuộc sống cũng chỉ có một cơ hội duy nhất được trở lại bên anh một lần nữa. Liệu có phải em sẽ không tìm được anh nữa không? Nói quẩn gì vậy? Trái tim mặt cảnh thâm như rơi xuống khoảng không. Nhìn thấy Quý Noãn vừa đau vừa lạnh run rẩy trong lòng mình, anh cởi áo khoác ra đắp lên người cô. Đúng lúc này có mấy chiếc xe chạy đến từ phía sau nhìn qua thì giống với loại xe của căn cứ 11. Mặt Cảnh Thâm đang định bế Quý Noãn đứng dậy đi đến thì ánh mắt chợt sững lại, nhìn hai chiếc SUV màu đen dừng lại cách đó vài mét, rồi lại nhìn lướt qua mấy biển số xe. Đúng là xe của căn cứ 11, biển số cũng cùng một dãy quen thuộc, nhưng dường như trên bánh xe màu đen có vết máu mờ mờ. Mặt Cảnh Thâm không hề lộ chút dao động, lúc anh định bế Quý Noãn lại thì cửa ghế lái của hai chiếc xe thình lình bật mở, hai người của A Đồ Thái nhảy xuống chỉ súng trong tay về phía mặt cảnh thâm. AK và các xe khác bây giờ đang bao vây xe của A Đồ Thái, không ngờ quân tiếp viện lại bị người của A Đồ Thái chặn lại, mà lại còn dùng xe của căn cứ 11 để ngụy trang. Vừa nhìn thấy hai người bước xuống xe chỉ súng về phía mình, quý noãn căng cứng người lên tựa vào ngực mặt cảnh thâm. Khi bị A Đồ Thái bắt giữ cô cũng không có cảm giác sợ hãi như thế này. Cô khẳng định trong tay mặt cảnh thâm bây giờ không có súng, đám AK cũng không thể quay trở lại trong thời gian ngắn, mà mặt cảnh thâm sợ cô bị thương nên vẫn bế cô, nếu hai gã này nổ súng thì chắc chắn anh sẽ không né kịp. Quý noãn túng chặt ống tay áo sơ mi của anh, khẽ nói, anh đi mau đi, mặc kệ em. Mặt cảnh thâm vẫn bình tĩnh bế quý noãn lên, dường như không để ý đến họng súng của hai gã kia đang chỉ về phía mình. Ánh mắt anh khẽ quét qua vết máu trên bánh xe của chiếc SUV, đáy mắt âm trầm, Rõ ràng anh bị chỉ súng vào người nhưng vì thái độ quá bình tĩnh khiến cho ánh mắt của hai gã đang cầm súng vô cùng dè dặt, ngón tay luôn để sẵn ở cò súng, gương mặt rất cảnh giác. Mặt cảnh thâm vững vàng bế quý noãn lên, dường như không nghe thấy lời cô vừa nói. Quý noãn tựa vào ngực anh tiếp tục thầm thì, mặt cảnh thâm. Đừng nói nữa. Anh liếc nhìn hai tay súng người cam bốt bằng ánh mắt sắc lạnh nhưng lại dịu dàng nói với quý noãn. Quý noãn im lặng, ánh mắt thỉnh thoảng hướng về hai gã kia, nhìn khẩu súng trong tay bọn chúng, cô không nghi ngờ về bản lĩnh của mặt cảnh thâm, nhưng bây giờ anh đang bế cô, anh không thể nào cướp súng hay tự vệ được. Mr. Cồn Trô, bảo người của anh thả đại ca của chúng tôi ra. Một gã phun ra một tràng tiếng Anh, đằng sau A Đồ Thái còn có mấy trăm anh em, kể cả hôm nay đại ca có bị bắt đi thì cũng coi như lấy mạng đổi mạng, anh cũng sẽ bỏ mạng trong tay chúng tôi thôi. Đại ca chúng tôi chỉ muốn lấy được thứ anh ấy cần ở chỗ anh, chứ không phải tính mạng của anh, đừng ép chúng tôi phải nổ súng. Mặt cảnh thâm làm như không nghe thấy, bế quý noãn quay người đi thẳng. Hai gã kia thoáng sửng sốt, liếc mắt nhìn nhau rồi chợt xông lên, áp súng vào lưng anh, đứng lại. Lúc này mặt cảnh thâm mới dừng lại, nhưng anh vẫn bế quý noãn không buông ra. Quý noãn nắm chặt ống tay áo của anh, lo lắng ngước mắt lên nhưng chỉ nhìn thấy khuôn cầm lạnh lùng và nét mặt sắc đá của anh. Hai gã người cam bốt vừa cẩn trọng dí súng vào lưng anh vừa lạnh giọng nói, Mr. Cùng Trô, tuy đại ca chúng tôi không muốn lấy mạng anh trước khi có được thứ anh ấy cần, nhưng nếu ngày hôm nay đại ca chúng tôi chết trong tay các anh thì mạng của anh cũng không giữ lại được. Đừng tưởng chúng tôi sẽ không nổ súng. Lúc này mặt cảnh thâm mới nghiêng đầu nhìn hai gã hung hãn đằng sau qua khóe mắt, lãnh đạm nói, súng này là các người cướp của thành viên căn cứ 11 phải không? Hai gã ngẩn người ra, ánh mắt thoáng do dự liếc khẩu súng trong tay. Quả thật vừa rồi bọn chúng giết xong người của căn cứ 11 trong hai chiếc xe kia thì súng hết đạn, nên đã lục soát súng trên người họ. Chẳng lẽ tôi lại không biết súng này có đạn hay không sao? Các người cứ thử nổ súng thử đi, xem tôi có chết được không? Mặt cảnh thâm cười lạnh, giọng nói lãnh đạm nhưng lại khiến cho hai gã kia sợ hết vía. Sao lại không có đạn? Nghe nói người của căn cứ 11 trước khi chết cũng sẽ thủ tiêu hết đạn của mình, không lưu lại một viên nào cho kẻ thù, không lẽ là thật sao? Chẳng lẽ súng của bọn họ chỉ có một số đạn cố định, trước khi chết thì họ đã dùng hết rồi. Nhưng rõ ràng bọn họ bị bắn gục chết ngay, không có thời gian thủ tiêu đạn. Tuy trong thâm tâm hai gã kia vẫn chắc chắn trong súng có đạn, nhưng vì lời nói của mặt cảnh thâm mà thoáng do dự. Khi hai gã còn đang do dự nhìn súng trong tay mình, thì vào thời khắc chỉ mành treo chuông, Mặt cảnh thâm bất ngờ bế quý noãn quay người đạp mạnh về phía hai gã gần như đang đứng chung một chỗ. Cùng lúc đó, A-ca đang ở phía trước 200 mét cũng đã phát hiện ra tình huống, vội vàng lái xe đến. Khi súng trong tay hai gã kia bị đạp xuống, đồng thời hai gã lão đảo lùi mấy bước ra sau thì A-ca đã lái xe đến nơi, giận dữ hút bay bọn chúng. Ngay khi tiếng va chạm dữ dội vang lên, mặt cảnh thâm vẫn giữ nét mặt lạnh tanh. Anh giơ tay lên bịt kính mắt quý noãn không cho cô nhìn thấy cảnh hai gã kia bị xe hút thẳng vào, bay người lên rồi lại nặng nề rơi xuống đất. Nhưng chỉ qua âm thanh, Quý Noãn cũng biết AK lái xe đến vô cùng nhanh. Hai người đứng tại chỗ bị đâm vào, dù không chết thì chắc cũng chẳng còn được mấy hơi nữa. Quý Noãn tựa vào lòng anh, không dãy dụa cũng không có ý định muốn kéo tay của anh xuống để xem. Cho đến khi tất cả yên ắng, hai gã kia bị ngã xuống đất đau đến không trên nổi một tiếng thì AK vẫn nổ hai phát súng về phía bọn chúng hai gã nằm dưới đất co giật vài cái rồi trợn trừng mắt, không cam lòng tắt thở. Lúc này mặt cảnh thâm mới lấy bàn tay đang bịt mắt quý noãn ra, đồng thời nhẹ nhàng đặt cô xuống. Ngay khi đôi chân quý noãn vừa chạm đất, anh quay sang gọi A-ca đến, đỡ cô ấy lên xe đi. A-ca gật đầu, bước nhanh đến đỡ lấy quý noãn gần như không còn đứng vững, đồng thời đưa mắt nhìn mặt cảnh thâm âm trầm đi đến bên cạnh hai gã người cam bốt vừa mất mạng. Anh đạp lên vết máu đầy đất, chậm rãi cúi xuống, nhặt hai khẩu súng vừa bị văng ra khỏi tay bọn họ lên. AK biết ông Mạch đang nhìn mã số của hai khẩu súng để xác định ai là thành viên trong căn cứ bị chúng giết. Khi AK quay người định đỡ quý noãn lên xe thì bất chợt một họng súng màu đen lặng lẽ lộ ra từ cửa sổ ghế dưới của một chiếc xe mà hai gã cam bốt kia mới lái đến. AK đã quay người đỡ quý noãn, mặt cảnh thâm ở đằng trước đang dùng mắt nhìn vào mã số của khẩu súng, chỉ có Quý Noãn đang được dìu chuẩn bị bước lên xe vẫn ngoái lại nhìn mặt Cảnh Thâm mới nhìn thấy khẩu súng này đầu tiên. Đoàn. Cẩn thận. Ngay khi tiếng súng vang lên, Quý Noãn chợt dùng toàn bộ sức lực cạn kiệt đang có, đẩy AK ở bên cạnh ra rồi lão đảo nhào về phía mặt Cảnh Thâm đang đứng cách mình không xa. Một kích tắc trước khi tiếng súng vang lên, mặt Cảnh Thâm cũng đã bất chợt đảo mắt qua nhưng đã không còn kịp nữa, Quý Noãn đẩy bật anh ra đồng thời nhanh chóng đứng chắn trước mặt anh mặt cảnh thâm kinh ngạc rồi bàng hoàng ngay khoảnh khắc cô run rẩy mềm hoặc đổ vào lòng anh vì bị trúng đạn thì trán anh lập tức nổi đầy gân xanh tất cả dường như nổ tung trong nháy mắt quý noãn bà mặt đạn bắn trúng vị trí cách cấy cô hai đến ba tấc không xa vết thương ở lưng khi cô bị va vào giá kim loại trong kho hàng tâm tối lúc trước máu lập tức trào ra ướt nửa lưng cô khiến cho bộ quần áo đã bị nhúng máu đỏ này càng đỏ hơn mãn noãn trong giây lát sắc mặt mặt cảnh thâm còn trắng bệt hơn cả quý noãn. Mặt cảnh thâm phải dùng lực ở tay nâng lưng cô lên thì mới giữ được cô không ngã xuống. Cô bị đạn bắn vào, đập mạnh vào ngực anh, máu sộc lên, chực chờ được phun ra. Cô vẫn còn sót lại chút tỉnh táo, không muốn khiến anh quá đau lòng lo lắng nên cố hết sức nuốt lại, nhưng máu vẫn không ngừng trào ra ngoài miệng. ca nhanh chóng lao về phía trước lôi cổ gã đang núp trong xe ra quăng mạnh xuống đất đoạt lấy khẩu súng rồi dẫm lên lưng như muốn nghiền nát xương sống của gã. Gã kia hét lên bằng tiếng cam bốt. A ca ngước mắt lên nhìn, thấy lưng quý noãn đầy máu thì đôi mắt đỏ vàng lên căm hận. Anh đạp mạnh lên lưng gã rồi nhặt khẩu súng dưới đất lên, nã liên tiếp vào gáy gã, cho đến khi sọ ốc ghê tởm của đồ cạn bã kia gần như nát bét thì mới ném mạnh súng xuống, quay người chạy nhanh về. Mặt cảnh thâm ôm chặt quý noãn gần như không đứng vững, một tay địch lại vết thương mới bị trúng đạn, còn tay kia lau thế nào cũng không sạch được dòng máu đang trào ra từ miệng cô. Mắt anh đỏ bừng, ghi chặt lấy cô, đừng sợ, không sao đâu. Chúng ta đến bác sĩ ngay đây, lấy được đạn ra là sẽ ổn. Đừng sợ. Ngoan. Ngoãn ngoãn, không sao đâu, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì đâu. Tuy anh nói như vậy, nhưng đây cũng là lần đầu tiên cả A ca và Quý Ngoãn nhìn thấy mặt cảnh thâm mất bình tĩnh như vậy. Khi người Quý Ngoãn bất chợt đổ sụp xuống, mặt cảnh thâm cũng lập tức quỳ xuống theo anh vẫn ghì chặt cô vào lòng em điên sao ai cho phép em đỡ đạn thay anh hả ai nói anh sẽ không tránh được ai cho phép em ngu ngốc lao vào như vậy hả quý noãn đang mê man vì đau nhưng dường như vẫn nhìn thấy đôi mắt ửng đỏ của mặt cảnh thâm cô nhếch môi muốn cười nhưng máu trong miệng lập tức trào ra nhiều hơn mặt cảnh thâm vội vàng lau tiếp cho cô nhưng ống tay áo anh đã bị nhuộm đỏ mà máu trong miệng cô cũng như vết máu sau lưng cô cứ trào ra như không bao giờ ngừng. Bà mặt A ca nhìn thấy cánh tay mặt cảnh thâm ấn mạnh sau lưng quý noãn thì trái tim lập tức nặng như chì. Loại vết thương ở vị trí dưới cổ như thế này. Sao ông mặt có thể không thể nhận ra được rằng vết thương ở vị trí này? Chỉ kém vài cm nữa thôi là sẽ mất mạng ngay lập tức chứ. Đây chính là vết thương trí mạng. Quý noãn ngã vào lòng mặt cảnh thâm, rất muốn cười, nhưng cô biết, khi mình cười thì máu sẽ trào ra nhiều hơn, sẽ càng làm mặt cảnh thâm đau lòng hơn. Vì vậy cô không cười nữa, im lặng nhét khóe miệng nhưng cũng chỉ được một thoáng, máu ở trong miệng không nhịn được lại trào ra càng lúc càng nhiều. Cảm giác này vô cùng quen thuộc, hình như kiếp trước cô cũng từng chết như vậy ở trong ngục, máu trong miệng cứ chảy không thể ngừng được. Đau quá! Quả thật cô chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt như sắp đến ngày tận thế của mặt cảnh thâm, chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt khiến cho cô đau lòng đến như thế. Cô cứ tưởng trời có sập thì anh cũng không thèm chớp mắt, nhưng hóa ra, anh cũng có vẻ mặt suy sụp như thế này. Nước mắt dâng trào khóe mi, Quý Noãn không muốn khóc, nhưng nước mắt vẫn hòa cùng máu, vừa nhầy nhụa, vừa tanh nồng khiến người ta ghê tởm. Mặt Mặt Cảnh Thâm, Quý Noãn chậm rãi nâng hai bàn tay đầy máu lên như muốn chạm vào cánh tay bị máu cô nhuộm đỏ của Mặt Cảnh Thâm. Cô vừa chạm vào tay anh đã nắm chặt lấy anh cho rằng chỉ có mình anh nguyện chịu đựng mọi thứ vì em sao anh tưởng chỉ mình anh biết yêu thôi sao trước mắt quý noãn trở nên tối sầm cô gần như không nhìn rõ ánh mắt trống rỗng sắp mất đi tiêu cự nhìn gương mặt của anh dường như cô nhìn thấy nước mắt a à, nước mắt của mặt cảnh thâm vì muốn cô đi anh mà người đàn ông này không từ thủ đoạn không dao động từng nhát khoét sâu vào trái tim cô Vậy mà, hóa ra anh cũng có nước mắt. Đừng nói nữa, không cần nói nữa. Mặt cảnh thâm nhìn miệng cô đầy máu, buông tay cô ra, đặt lên khóe môi cô, đừng nói nữa, noãn noãn, có gì thì chờ gấp được đạn ra rồi nói, chờ em khỏe rồi nói. Quý noãn nhắm mắt lại, em sợ bây giờ mà không nói thì sau này sẽ không có cơ hội, nói nữa. Không đâu. Mặt cảnh thâm ấn chặt lên vết thương trên lưng cô, nghe anh, noãn noãn ngoan, nghe lời anh đừng nói chuyện bây giờ chúng ta đến bệnh viện bác sĩ tốt nhất thế giới đều ở los angeles em sẽ bình yên vô sự ngoan mọi chuyện đã có anh rồi cô cảm giác mắt mình đã không thể mở ra được nữa nhưng vẫn cố gắng song chỉ có thể nhìn thấy gương mặt nhạt nhòa mông lung của anh aka thông báo cho người ở sở giao thông phong tỏa con đường từ đây đến bệnh viện đưa cô ấy đến viện ngay không được để bất kỳ trở ngại nào một giây một phút cũng không được chậm trễ. Mặt cảnh thâm thấy A ca lái xe đến bên cạnh thì lập tức bế quý noãn lên xe, không chờ cô trả lời. A ca gật đầu, vừa cầm điện thoại vừa điên cuồng tăng tốc. Chỉ trong nháy mắt, mùi máu của quý noãn bao trùm trong xe. Quý noãn cảm thấy khắp người mình đều đau rát, chỉ cảm nhận được sự ấm áp an toàn duy nhất khi được mặt cảnh thâm ôm vào lòng. Cô không chịu thêm được nữa, lại tiếp tục nhắm mắt. Mặt cảnh thâm bóp chặt cầm của cô, cố tình làm cô đau để giữ tỉnh táo, khàn giọng ra lệnh, mở mắt ra, đừng ngủ. Lông mi quý noãn run run, yếu ớt hé mở. Mặt cảnh thâm vững vàng ôm lấy cô, trên tay dính đầy máu. Quý noãn càng giống như được vớt lên từ vũng máu, cả đằng trước và đằng sau không có chỗ nào sạch sẽ. Cô cứ nhìn anh như vậy, nhìn cầm anh dính máu mình. Nhưng dù có như vậy thì nhìn anh vẫn rất đẹp trai. Mặt cảnh thâm, anh không nghĩ rằng cuộc sống có nhiều điều bất ngờ sao quý noãn cố gắng nuốt máu trong miệng xuống nhìn anh cười khó khăn nói cuộc sống ngắn ngủi mấy chục năm chúng ta không biết được mình sẽ gặp phải chuyện gì em nguyện ba năm trước đây được sống hạnh phúc bên cạnh anh không cần anh vì em mà phải chịu đựng một mình nhiều đến như vậy a à, cô yếu ớt giơ tay lên biết lên mi tâm của anh như muốn làm giãn cặp mày đang nhíu chặt lại nhưng em cảm ơn anh đã yêu em Cả kiếp trước và kiếp này, cảm ơn anh chưa bao giờ thật sự rời bỏ em, cảm ơn anh vẫn còn cần em. Mặt cảnh thâm. Em nói, em không yêu anh, đều là giả, em yêu anh, rất yêu, rất yêu anh. Đến bây giờ, cũng chưa bao giờ, ngừng yêu. A ca như thể đang đua xe mà lao một mạch, bánh xe lao đi với tốc độ cao thi thoảng rít lên tiếng kêu chói tai trên đường. Quý noãn không muốn nhìn thấy vẻ mặt này của mặt cảnh thâm. Cô nuốt máu xuống, đưa tay lên muốn chạm vào má anh, muốn anh quay về là người đàn ông đầy mưu lược nắm trong tay mọi thứ, muốn để anh yên tâm. Nhưng tay cô chỉ dơ lên đến lưng chừng rồi lại bất lực nặng nề rơi xuống. Mặt cảnh thâm kịp thời túng chặt tay cô lại, kéo cánh tay đầy máu của cô áp lên mặt mình. Quý noãn chưa bao giờ thấy anh thê thảm đến như thế này, cả người, cả mặt đều toàn là máu. Nhưng nhìn vẫn rất đẹp mắt. Quý noãn tựa vào ngực anh khẽ cười. Cô cảm nhận được cánh tay mặt cảnh thâm vẫn ấn chặt nâng lưng của cô lên, như muốn bao bọc lấy cô trong một thế giới an toàn. Ít nhất ở kiếp này, cô không chết trong đơn độc, ít ra, cô cũng còn đang ở trong lòng anh. Nhưng đau buồn quá, sau này có lẽ chỉ còn lại một mình mặt cảnh thâm. Trong xe rất im ắng, AK không nói câu nào, chỉ tập trung lái xe, hơn nữa còn như phát điên mà lái. Không gian yên tĩnh như thể chỉ có riêng hai người mặt cảnh thâm và quý noãn, nhưng mặt cảnh thâm không hề thốt lên tiếng nào, chỉ không ngừng lau máu ở khóe miệng Quý Noãn. Anh nghe cô nói thì càng ôm riết cô vào lòng, đôi mắt vẫn luôn trầm tĩnh bây giờ đã vàng đỏ. Quý Noãn tựa vào lòng anh không nhúc nhích, cũng không nói thêm gì nữa. Cô quá đau, quá mệt, không còn chút sức lực nào, thậm chí dần dần đã tê dại đến mức không còn cảm thấy đau nữa. Từ khi cô bị bắt đi đến bây giờ, vẫn chưa sang đến trưa ngày hôm sau như A Đồ Thái nói mặt cảnh thâm chỉ mất không đầy ba tiếng đã đưa cô về bên cạnh anh. mặc dù bây giờ cả người cô bị thương, thậm chí tính mạng đang tan dần trong lòng anh, nhưng ít nhất những nỗi sợ hãi và thời gian bị tra tấn kia cuối cùng cũng đã kết thúc. bây giờ cô vô cùng cảm kích anh, cảm ơn anh vì đã dùng hết tâm sức vì cô. lúc trước quý noãn còn cố nuốt máu xuống, nhưng bây giờ đến cả phản xạ bản năng nhất đó cũng không còn. mặt cảnh thâm siết chặt tay cô đang áp trên mặt anh, hàng giọng nói, nghe anh đừng ngủ. Quý Noãn thật sự không mở mắt ra nổi, ý thức mơ hồ chỉ cảm nhận được mặt cảnh thâm hôn lên mắt mình, tay không ngừng siết chặt cầm cô, thậm chí còn ấn vào huyệt nhân trung, ép cô phải mở mắt ra. Cô vật lộn một lúc nhưng tráng cũng chỉ khẽ nhăn lại, giọng nói khàn rất nhẹ, chỉ khi anh cúi đầu sát xuống mới nghe được, đau quá. Phải làm thế nào mới hết đau? Ở đời đáng sợ nhất không phải là cái chết, mà là phải chết đến tận hai lần mặt cảnh thâm cúi xuống nhìn cô gái nhỏ khắp người đầy máu trong lòng mình, giọng nói khàn khàn mang theo sự tức giận, quý noãn, em mở mắt ra cho anh, em phải sống vì anh. Mở mắt ra nhìn anh. Có nghe thấy không? Mở ra. Mí mắt quý noãn run rẩy, cánh tay đã không còn sức lực bị anh giật mạnh áp vào má anh, nhưng ngón tay cô mềm nhũng không thể cử động. Noãn noãn. Cô nhắm mắt lại không hề nhúc nhích, mi tâm đang nhăn cũng từ từ giãn ra, dường như tri giác cũng trào theo dòng máu mà dần cạn kiệt. Quý Noãn Đừng ngủ Quý Noãn A ca Nhanh lên đi A ca vừa lái xe vừa nhìn ra đằng sau qua kính chiếu hậu, thấy Quý Noãn bất động nằm trong lòng mặt cảnh thâm. Anh muốn nói gì đó, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của mặt cảnh thâm thì trái tim cũng rung lên dữ dội. Chưa bao giờ anh nhìn thấy ánh mắt này của mặt cảnh thâm, ánh mắt như thể đang cầu xin anh chạy xe nhanh thêm một chút. A đạp mạnh chân ga, may nhờ toàn bộ người đi đường và phương tiện qua lại đã được giải tỏa từ 10 phút trước nên đường tạm thời rất vắng, xe chưa bao giờ lao đi với tốc độ nhanh như vậy. Vết thương trên người quý noãn gần như là vết thương trí mạng. Bệnh viện bình thường không thể cứu nổi, chỉ có thể đến bệnh viện quốc tế lớn nhất ở Los Angeles. Nơi đó mới có bác sĩ tốt nhất, phương pháp và thiết bị điều trị tiên tiến nhất. Mấy năm trước Nam Hành bị trúng mấy phát đạn, mạng sống chỉ còn một sớm một chiều nhưng cũng được bác sĩ ở đây cứu từ cửa tử về. Bây giờ họ chỉ còn có thể gửi hy vọng vào đó. Nếu đến cả bệnh viện kia cũng không thể chữa trị được thì e rằng tình trạng của quý noãn đã không cách nào cứu vãn được nữa. mãn noãn, noãn, mở mắt nhìn anh đi, ai đang nói vậy? Ý thức của quý noãn rơi trong một khoảng hỗn độn, cô dường như nghe loáng thoáng tiếng của ai đó, người nào đó đang gọi cô. Nhưng âm thanh rất mơ hồ như văng vẳng từ một nơi rất xa mà dường như lại rất gần. Nhìn thấy cô gái nhỏ trong lòng không có phản ứng, mặt cảnh thâm siết chặt tay cô để tay cô vẫn áp vào má mình không bị tuột xuống. Nhưng anh chỉ cảm thấy, trừ dòng máu có hơi ấm ra thì nhiệt độ tay cô đang lạnh đi từng giây một. 15 phút chạy đến bệnh viện từ đường cao tốc có lẽ đã là một tốc độ phi thường. Quý noãn nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Aka đứng bên ngoài nhìn thấy bác sĩ Wendell từng cứu mạng rất nhiều người ở căn cứ 11 đã mặc sẵn áo khử trùng bước vào phòng cấp cứu thì thở vào anh ngoảnh đầu lại nhìn mặt cảnh thâm vẫn đứng yên, khắp người toàn là máu của quý noãn. Nhiều người ở xung quanh nhìn mà thấy sợ, tưởng rằng anh bị thương, nếu không thì sao trên người anh lại có nhiều máu như thế. Ông mặt. A ca bước đến. Trước đây anh cung kính để sợ mặt cảnh thâm, nên khi nói chuyện vẫn rất dè dặt, nhưng giờ phút này anh không phải dè dặt, mà thật sự không biết phải lên tiếng như thế nào. Toàn bộ bác sĩ giỏi nhất nước Mỹ đều đang ở đây, nhất định bà mặt sẽ chống cự được. Giọng A ca thoáng ngập ngừng, đến bản thân anh cũng biết những lời này thật sự rất thiếu sức thuyết phục. Dù sao quý noãn cũng bị trúng đạn ở một vị trí vô cùng nguy hiểm trên xương sống gần gáy, chỉ thiếu chút nữa thôi là đã tắt thở tại chỗ rồi. Từ lúc anh nhìn thấy máu trong miệng quý noãn không ngừng trào ra thì cũng đã biết nội tạng cô bị thương không hề nhẹ. huống hồ trên người cô cũng không thiếu vết thương. Cũng vì mặt cảnh thâm biết rõ vị trí vết thương của quý noãn nên anh hiểu rõ hơn ai hết, bây giờ cô đang rất nguy kịch. Mặt cảnh thâm không đáp, chỉ nhìn ánh đèn phòng cấp cứu vẫn sáng lên, nửa người anh bị nhuốm máu của quý noãn gần như tê dại không nhúc nhích. Anh bất động đứng tại chỗ quan sát cánh cửa trước mặt, như sợ rằng chỉ chớp mắt một cái thì quý noãn ở đằng sau cánh cửa kia sẽ biến mất. Đôi mắt đen vàng tia máu của anh vẫn nhìn chầm chầm về hướng cửa. a đứng cạnh muốn nói chuyện nhưng nhìn thấy nét mặt mặt cảnh thâm như vậy thì cũng không thể nói được gì. Người người đi qua đi lại bên ngoài cửa phòng cấp cứu, còn mặt Cảnh Thâm vẫn như pho tượng không quan tâm, không nghe, không nhìn gì khác, chỉ dán mắt vào cửa phòng. Bác sĩ đi ngang qua, bước đến muốn hỏi cũng không dám đến gần vì khí chất lạnh lẽo đáng sợ của anh. Trạng sáng. Quý Noãn được đưa vào phòng cấp cứu đã tròn 5 tiếng. 5 tiếng đồng hồ, các bác sĩ y tá không hề ra ngoài, đèn phòng cấp cứu liên tục sáng cho thấy quá trình cấp cứu vẫn chưa kết thúc. Nhưng như vậy cũng có thể nói ít nhất trong năm tiếng này, Quý Noãn vẫn còn sống. Thời gian trôi qua từng phút. Sau khi giải quyết được một bộ phận đáng người A Đồ Thái, Nam Hành truy lùng mấy tiếng, rốt cuộc cũng khống chế được A Đồ Thái. Anh không ngừng nghỉ một giây mà vội vàng lao đến bệnh viện. Khi đến nơi, anh nhìn thấy trong hành lang cấp cứu vắng vẻ, bác sĩ y tá muốn nói chuyện lớn tiếng cũng không dám nói to, còn có đám bệnh nhân và người nhà đi tới đi lui anh đi đến cửa phòng mổ cấp cứu ở trong cùng thì nhìn thấy mặt cảnh thâm dính máu khắp người đang ngồi trên băng ghế vết máu trên quần áo mặt cảnh thâm đều đã khô đi màu máu trên tay trên mặt anh cũng đã thẫm lại chưa hề được lau rửa người đàn ông từ trước đến nay vẫn luôn ung dung bình tĩnh giữ lý trí siêu việt trong mọi hoàn cảnh bây giờ lại trở nên lạc lỏng hoang mang như một người lưu lạc ánh mắt đen như mực của anh không còn chút sinh khí sâu thẳm như muốn hút người khác vào anh ngồi bất động yên lặng đến đáng sợ dù sao người đang nằm bên trong cũng là quý noãn, nam hành vốn định lên tiếng nhưng khi nhìn thấy mặt cảnh thâm như vậy thì cũng chỉ có thể đứng cách xa một chút cao mày nhìn không bước đến gần lão đại ak bước đến phía sau anh hạ giọng vị trí vết thương của bà mặt có vẻ không ổn là ở đây này ak nói xong thì chỉ tay vào một điểm trên xương sống sau lưng nam hành ở đây lập tức nam hành hít mắt mẹ kiếp thằng a đồ thái chó chết do bà mặt bất chợt đỡ đạn cho ông mặc. Tây cây khẽ nói bây giờ không nên nhắc đến a đồ thái hay đồng bọn trước mặt anh ấy nếu chẳng may bà mặt thật sự gặp chuyện chẳng lành thì e rằng ông mặc sẽ giết người mất cậu nghĩ cậu ta chưa từng giết người sao nam hành lạnh nhạt nói cậu quên ba năm trước ở campuchia phát đạn trí mạng trên trán dali là ai bắn rồi sao lúc đó cũng vì quý noãn mà cậu ta phá vỡ lời thề không để tay nhúng máu với ông cụ mặt lúc trước bây giờ Cậu tưởng A đồ thái sẽ được chết yên ổn sao? Chỉ sợ là hắn sẽ bị lăng trì cho đến chết mà cậu ta vẫn chưa nguôi hận. A ca không đáp lại, chỉ lo âu nhìn về bóng đèn phòng cấp cứu. Báo cho Tần Tư Đình chưa? Tôi đã báo rồi. Mấy tiếng trước bác sĩ Tần có ca phẫu thuật, sau khi xong thì anh ấy đã đặt chuyến bay thẳng đến Los Angeles, chắc sáng mai là đến nơi. Mà, tôi cũng báo cho Phong Lăng rồi. Nghe đến tên Phong Lăng, nét mặt nam hành khẽ khựng lại. Anh liếc mắt sang, A ca vội vàng dời mắt đi không nói tiếp. Nếu là một lý do nào khác thì e rằng Phong Lăng sẽ không quay lại Los Angeles. Nhưng bây giờ tính mạng quý noãn đang như chỉ mành treo chuông, nhất định cô sẽ quay lại. Nam Hành lại đưa mắt nhìn mặt cảnh thâm một lát rồi cau mày, móc ra một bao thuốc quay người ra ngoài. Anh đứng ngoài cửa hút thuốc một lúc lâu rồi mới quay cả người đầy mùi thuốc lá vào trong, thấy mặt cảnh thâm vẫn ngồi im bất động anh bước đến, ném bao thuốc còn một nửa cho anh. Mặt cảnh thâm không bắt, hộp thuốc trượt theo ống quần nhún máu của anh rơi xuống đất. Nam Hành nhìn thấy như vậy thì lạnh lẽo nheo mắt lại nói, quen cậu nhiều năm thế, đến hôm nay cũng mới được thấy dáng vẻ mất hết bình tĩnh của cậu. Nhưng cậu đau khổ thì có ích gì? Trước đây khi từng huynh đệ trong căn cứ 11 thi hành nhiệm vụ một đi không trở về, tôi vẫn nói đàn ông không được khóc. Nhưng trước chuyện sinh tử, không biết mắt tôi đã đỏ bao nhiêu lần, căm hận bao nhiêu lần. Nhưng dù có oán hận đến đâu đi nữa, thì mỗi con người đều làm bằng xương bằng máu. Trên đời này vốn không có kỳ tích, có thể giữ được mạng thì tốt, còn nếu không giữ được, kể cả cậu có chọc trời thì người ta vẫn sẽ phải ra đi. Chúng ta đều đã từng đến cửa tử rồi quay trở lại. Kể từ năm mười mấy tuổi cứu cậu từ sông Los Angeles lên thì cuộc sống của quý noãn dường như đã dính chặt với cậu rồi. Nếu số phận muốn cô ấy sống êm ả à yên bình thì sao lại để cô ấy gặp được cậu? Chấp nhận hay không chấp nhận, tôi thấy cô ấy đã hiểu được. Nếu không phải vì yêu cậu đến như vậy, thì không ai có can đảm đi đỡ đạn cho cậu cả. Hai người chia tay nhau mấy năm nay nhưng tình cảm của cô ấy dành cho cậu vẫn không vơi đi. Trước đây, tôi thấy cậu rất bình tĩnh khi trơ mắt nhìn Mr. Vincent đưa quý noãn sang Luân Đôn. Vậy mà bây giờ cuối cùng mặt cảnh thâm cậu cũng thừa nhận mình biết đau lòng sao? mặt cảnh thâm vẫn ngồi bất động, từ từ nhắm mắt lại. Nam Hành ngồi ở băng ghế đối diện, đưa mắt nhìn cửa phòng cấp cứu vẫn sáng đèn một lát rồi nói tiếp, được đưa đến bệnh viện lâu như vậy rồi mà vẫn có thể chống chọi được thì có lẽ cô ấy sẽ tiếp tục kiên trì thêm chút nữa. Một ngày, hai ngày, chỉ cần cô ấy vượt qua được một khoảng thời gian nhất định nào đó thì có lẽ vẫn có thể cứu được. Bình thường người ta bị thương ở vị trí đó thì sẽ mất mạng ngay lập tức nhưng có lẽ chỉ vì một phân sai lệch mà đã mang lại cho cô ấy một cơ hội sống mong manh. Thời điểm này tôi cũng chẳng có lời an ủi động viên nào dành cho cậu, nhưng tôi tin quý noãn sẽ không dễ dàng ra đi. Cô ấy sẽ không cam lòng bỏ cuộc đâu. Mặt cảnh thâm mở mắt ra, đôi mắt đen lấy nhìn xuống cánh tay buông thõng giữa hai chân và vô vàng vết máu bên trên đã thẩm đi rất nhiều. Bên tai anh vang vọng giọng nói động máu của quý noãn. Chỉ có mình anh nguyện chịu đựng mọi thứ vì em sao? anh tưởng chỉ mình anh biết yêu thôi sao anh tưởng chỉ mình anh biết yêu thôi sao câu nói này cứ vọng mãi trong đầu mặt cảnh thâm làm đầu anh ù lên anh máy móc chậm rãi giơ tay lên nhìn vết máu bên trên cảm ơn anh đã yêu em cả kiếp trước và kiếp này cảm ơn anh chưa bao giờ thật sự rời bỏ em cảm ơn anh vẫn còn cần em những lời này cho thấy tình yêu của cô có bao nhiêu dè dặt có bao nhiêu lo âu Cô sợ anh giận giữ lại ra đi 10 năm không trở lại, sợ chỉ xoay người bước đi thì đã là sinh ly tử biệt. Ngoài mặt cô tỏ ra cố chấp không rung động, nhưng vẻ mặt của cô khi bị anh từng bước đẩy ra xa, rồi khi anh mở miệng nói mình đã chết vì muốn cô rời đi khảm sâu vào tâm trí anh không thể bước ra được. Cô luôn luôn sợ hãi. Vậy mà thời điểm cô cảm thấy nông nớp lo sợ nhất thì anh lại sắt đá đẩy cô đi. Vì muốn níu kéo anh, thậm chí cô đã bất chấp cả sự tôn nghiêm của mình, Liều mạng ôm lấy anh, nhưng cuối cùng vẫn bị anh đẩy ra. Anh nhớ, sau khi ký đơn ly hôn, cô không hề có ý định gặp lại anh mà bay thẳng sang anh. Anh nhớ, khi nằm trong lòng anh, máu trào ra từ khóe miệng mà cô vẫn nói chưa bao giờ hết yêu anh. Câu nói yếu ớt sau cùng của cô làm anh đau quá. Đúng vậy. Đau quá. Trái tim mặt cảnh thâm như bị ngàn mũi dao đâm vào, đau đến muốn vỡ ra. Đâu chỉ có năm tiếng Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng cho đến 8 giờ sáng ngày hôm sau. Tần Tư Đình bay cả đêm đến nơi mà Quý Noãn vẫn chưa được đưa ra khỏi phòng cấp cứu. Vào bao lâu rồi? Trước khi đến Tần Tư Đình cũng đã tìm hiểu tình hình qua AK nên không hỏi thêm gì cả. Thấy cuộc phẫu thuật cấp cứu vẫn chưa kết thúc thì anh chỉ hỏi câu này. Nam Hành cầm điếu thuốc trong tay nhưng ngồi bên trong không hút, chờ suốt đêm. Anh đưa mắt nhìn Tần Tư Đình, lạnh nhạt nói, hơn 12 tiếng rồi. Tần Tư Đình không biết là thở vào nhẹ nhõm hay là gì, anh chỉ khẽ gật đầu rồi nói, trước đây khi tôi còn ở Los Angeles cũng từng cùng bác sĩ Wendell cứu cái mạng của cậu. Tay nghề và kỹ thuật mổ gấp đạn từ những vị trí nguy hiểm của bác sĩ Wendell vô cùng khéo léo. Hồi đó tôi cũng chỉ phối hợp hỗ trợ ông ấy chút ít trong phòng phẫu thuật, bây giờ tôi không có ở trong đó nhưng vẫn tin tưởng bác sĩ Wendell đủ năng lực cứu quý noãn. Dù sao cũng đã qua một thời gian dài như vậy mà chưa tuyên bố bỏ cuộc thì cứ chờ thêm chút nữa bây giờ người sốt ruột là tôi sao? Nam Hành giơ tay chỉ vào tảng đá, đang ngồi trên ghế băng bên ngoài cửa phòng cấp cứu. Tần Tư Đình nhìn về phía mặt cảnh thâm rồi bước đến, đứng từ trên cao nhìn xuống, coi như là thời thế thay đổi. Trước quý noãn vừa xảy thai xong thì ngày nào cũng vô vọng ngồi bên ngoài chờ cậu tỉnh dậy. Tâm trạng lo lắng sợ hãi đó chắc cũng không khác cảm giác bây giờ là bao đâu. Hay thậm chí còn đau hơn cậu bây giờ. Chỉ qua một đêm mà râu đã nhú lên quanh cằm mặt cảnh thâm. Vết máu khô trên người và dáng vẻ này của anh khiến cho cả tầng tư đình cũng dường như không nhận ra anh. Dù sao cũng là anh em, chuyện thế nào cũng không thể đứng im nhìn, nhưng trong tình huống này, ngoại trừ dùng những lời lẽ khích tướng để mặt cảnh thâm không suy sụp thì tầng tư đình có nói bất cứ điều gì cũng đều vô dụng. Đúng lúc này, đèn đỏ trên phòng cấp cứu cũng đã chuyển sang xanh. Tầng tư đình là người nhanh nhất phát hiện đèn phòng cấp cứu đổi màu. Dù sao anh cũng quá quen thuộc với ý nghĩa của chiếc đèn này, nên nhìn lướt qua bóng đèn trước cửa rồi nói, hẳn là sống rồi. Mặt cảnh thâm nhìn về cửa phòng cấp cứu, đồng thời liếc nhìn màu ánh đèn, đứng bật dậy bước nhanh đến. Không bao lâu sau, cửa phòng mở ra. Những bác sĩ tay nghề cao nhất Los Angeles và bác sĩ Wendell mà Tần Tư Đình vừa nhắc đến bước ra. Trải qua hơn 12 giờ cấp cứu, mắt các bác sĩ đều lộ vẻ mệt mỏi, nhưng bác sĩ Wendell vẫn có vẻ tỉnh táo nhất tâm trạng xem ra cũng không tệ. Nói cách khác, Quý Noãn không tử vong trong ca phẫu thuật của ông. Tuy nhiên Quý Noãn vẫn chưa được đẩy ra, mà chỉ có bác sĩ và y tá từ phòng phẫu thuật bước ra ngoài. Ngay khi nhìn thấy mặt cảnh thâm, bác sĩ Wendell lịch sự gật đầu chào anh. Nhìn thấy có mấy người quen bên ngoài, ông mới tháo khẩu trang xuống rồi nói bằng tiếng Anh, đạn trong người cô quý đã được lấy ra, nhưng viên đạn làm tổn thương trung khu thần kinh cuộc sống, hơn nữa cũng bị thương do va đập từ trước. Tôi thấy trên đầu cô ấy có vài vết sưng đỏ và vết rách da không hề nhẹ. Trong quá trình giải phẫu, nhịp tim và hô hấp còn ngưng đột ngột mấy lần, khó khăn lắm mới hồi sức để tim cô ấy đập trở lại nhưng vẫn rất yếu. Chúng tôi đã chuyển cô ấy từ phòng phẫu thuật đến phòng hồi sức cấp cứu. Mấy ngày tới, ngoại trừ bác sĩ, y tá ra thì không được để ai lại gần cô ấy. Thời gian theo dõi và giai đoạn nguy hiểm sẽ không ngắn, tất cả còn phải chờ xem khả năng tự phục hồi của cô quý. Trước mắt, Tuy cuộc phẫu thuật rất thành công, nhưng có thể giữ được mạng hay không thì thật sự chỉ phụ thuộc vào chính bản thân cô ấy, chứ chúng tôi không thể bảo đảm hoàn toàn. Đã chuyển vào phòng hồi sức cấp cứu rồi sao? Mặc cảnh thâm hỏi, giọng nói cất lên đã gần như khản đặc. Bác sĩ Wendell gật đầu, tình trạng của cô ấy bây giờ là cả xương sống và nội tạng đều bị viên đạn làm tổn thương, nhất định phải đưa vào môi trường vô khuẩn, nếu không thì nội tạng sẽ dễ bị nhiễm trùng. Ông Mặc yên tâm, chỉ cần vợ cậu còn một con đường sống thì chúng tôi sẽ không bỏ cuộc. Chắc chắn sẽ có bác sĩ lành nghề nhất theo dõi cô ấy 24, 24, không lơi là một phút. Đầu và trung khu thần kinh cuộc sống bị chấn thương sao? Tần Tư Đình đứng bên cạnh khẽ nói, sẽ không ảnh hưởng đến chức năng của não bộ chứ. Trí nhớ, tư duy, trí tuệ. Bác sĩ Wendell khẽ nói, bây giờ vẫn chưa thể xác định được, cần phải qua giai đoạn nguy kịch này rồi mới quan sát tiếp. Bác sĩ Tần cũng hiểu rõ, vị trí vết thương của cô quý rất nguy hiểm, có thể chịu đựng được thời gian cấp cứu lâu như vậy mà vẫn giữ được tính mạng đã là rất gian nan rồi. Còn về những chuyện khác, chỉ có thể từ từ theo dõi thêm. Tần Tư Đình gật đầu rồi không hỏi thêm nữa. Ông mặc tôi đi thay đồ, ở trong phòng vô khuẩn hơn 10 tiếng rất khó chịu. Đợi tôi thay đồ xong sẽ quay trở lại nói cụ thể về tình trạng của cô quý cho ông. Quen đeo lại lịch sự khách sáo nói với mặt cảnh thâm, sau khi anh lặng lẽ gật đầu, ông ta cùng với các bác sĩ khác quay đi thay đồ. Đèn phòng cấp cứu tắt, Nam Hành nghe nói Quý Noãn đã giữ được tính mạng thì quay sang ra chỉ thị cho A ca xử lý vụ A đồ thái. Tần Tư Đình đứng đút tay túi quần, nhìn mặt cảnh thâm lạnh lùng khẽ nhíu mày vì không được tận mắt nhìn Quý Noãn bình yên vô sự, cô ấy cũng bị chấn thương trung khu thần kinh cuộc sống như cậu bị tai nạn xe năm đó. Đây có tính là cô ấy đã đền cho cậu một cái mạng không? Ánh mắt mặt cảnh thâm xa xôi, lặng lẽ nghe mà không đáp lại. Nam Hành vẫn luôn chờ Phong Lăng xuất hiện, nhưng đợi lâu mà vẫn không thấy người đến bệnh viện. Căn cứ 11 liên tục gọi sang mấy lần vì cần phải xử lý vụ A Đồ Thái. Không hề có chuyện trễ chuyến, rõ ràng anh nhận được tin tức chính xác, sáng sớm hôm nay Phong Lăng gần như hạ cánh xuống Los Angeles cùng lúc với tầng Tư Đình. Nhưng bây giờ cô vẫn chưa xuất hiện. Trụ sở căn cứ lại gọi điện thúc giục nên Nam Hành đành phải rời khỏi bệnh viện. Anh ra khỏi bệnh viện chưa được 5 phút đồng hồ thì một bóng người yểu điệu mảnh mai mặc chiếc váy bó màu đen xuất hiện trước cửa bệnh viện. Nhìn thấy Nam hành đi rồi thì cô mới đi vào trong. Aka cũng vừa nhận được điện thoại, đang chuẩn bị ra ngoài thì chợt nhìn thấy trước cửa bệnh viện có một cô gái đeo kính đen, tóc dài chấm vai, ăn mặc rất nữ tính. Anh vốn không quá để ý, dù sao Los Angeles cũng đầy rẫy người đẹp xinh xắn duyên dáng như vậy. Nhưng khi vừa đi qua người cô gái ấy thì bước chân anh chợt khựng lại rồi giống như bị sét đánh, anh cứng nhắc quay người nhìn bóng lưng cô gái vừa xa lạ vừa vô cùng quen thuộc kia, thẳng thốt gọi, Phong Lăng. Phong Lăng quay lại khẽ cười với A-ca, A-ca lập tức buộc miệng chửi con mẹ nó, mắt suýt nữa thì lồi hẳn ra ngoài. Mẹ nó, từ khi 13 tuổi Phong Lăng đã gia nhập căn cứ 11 của bọn họ cho đến bây giờ, dù gì giữa họ cũng là tình cảm gắn bó vào sinh ra tử, hơn 10 năm, kể cả khi biết Phong Lăng là con mẹ nó con gái, thì anh cũng không thể thấy kinh ngạc hơn bây giờ anh có bao giờ nhìn thấy phong lăng nữ tính như thế này đâu đây con mẹ nó thật sự là phong lăng sao hai năm trước tóc phong lăng cũng đã dài ra một chút nhưng cô vẫn cắt kiểu tóc ngắn đến ngang tai trông cũng giống phụ nữ nhưng dù sao cũng không mang lại ấn tượng khủng khiếp như thế này bây giờ phong lăng lại cô để tóc chạm vai tuy vẫn là màu đen không uống cũng không nhuộm song chiều dài tóc như thế kiểu cách đơn giản như vậy nhưng lại không mất đi khí thế khiến AK gần như rất cầm. Đậu xanh rau má. Trước kia anh đã quen nhìn cô giả trang thành con trai, biết là da cô rất trắng, đường nét khuôn mặt cũng rất cân đối, nhưng bây giờ anh mới biết bảo bối phong lăng của căn cứ bọn họ lại xinh đẹp đến như vậy. Nhớ đến khoảng thời gian làm nhiệm vụ cùng cô trước đây, có lúc anh bị thương nằm dưới cống ngầm suốt cả đêm với cô, AK lập tức nuốt nước bọt. Mắt lão đại nam hành thật quá là tinh, đã tóm cô từ sớm. Nếu không, các anh em trong căn cứ mà nhìn thấy phong lăng như vậy thì chắc ai cũng xông lên như hổ đói vồ mồi. Nhưng bây giờ đã có lô cốt gắn tên lão đại, thằng đếch nào dám đụng vào cô. A ca, bà mặt sao rồi? Cứu được chưa? Phong lăng nhìn qua, thấy nét mặt kinh ngạc thất thần của A ca thì cũng không giải thích thêm, chỉ thản nhiên hỏi. A ca khó khăn lắm mới lấy lại được tinh thần, sửng sốt vài giây rồi mới trả lời, A. À cứu được rồi nhưng cô ấy đã được đưa vào phòng hồi sức cấp cứu viên đạn làm chấn thương cuộc sống bác sĩ nói thần kinh cuộc sống bị tổn thương tóm lại rất nguy kịch tuy đạn đã được gấp ra nhưng cô ấy có thể trụ được hay không thì cũng chưa biết ánh mắt phong lăng đang chứa tia cười chào hỏi yếu ớt lập tức trầm lặng đi không ít tôi biết rồi để tôi vào thăm cô ấy một chút cô không vào thăm được đâu bây giờ cả ông mặt cũng không thể đến gần phòng hồi sức cấp cứu được Phòng bệnh vô trùng ở bệnh viện này có mấy tầng cách ly. Chúng tôi cũng không đến gần được, anh em được bố trí đến thì cũng chỉ canh chừng ở bên ngoài khu cách ly thôi. Phong Lan gật đầu không nói thêm, chỉ quay người bước vào trong. A ca há hốc miệng định nói, nhưng chưa kịp thì lại nhớ ra lão đại Nam Hành vừa mới rời khỏi. Cô chờ lão đại đi rồi mới xuất hiện, chứng tỏ không muốn gặp lão đại. Có vẻ như mình không cần phải nhiều chuyện, nếu không có khi lại kích thích khiến cô bỏ đi mất lão đại nam hành đã phải chịu đựng hành hạ cả một thời gian dài rồi. Bây giờ diện mạo của phong lăng như thế này, chắc chắn sẽ có hàng loạt đàn ông thi nhau dòng nó, lão đại mà nhìn thấy thì chắc sẽ phát điên lên mất. Khu vực hồi sức cấp cứu được cách ly rất xa. Mặt cảnh thâm bị tần tư đình vừa dỗ dành vừa khích tướng vừa khuyên nhủ thì mới miễn cưỡng cho một y tá đến sát trùng lau sạch vết máu đã khô trên mặt và tay anh. Sau đó anh vẫn ngồi hóa đá như tượng ở khu vực bên ngoài khu cách ly, gần với phòng hồi sức cấp cứu nhất. Tôi nói rồi, bây giờ câu có ngồi đợi ở đây thì vẫn cứ phải nghe theo ý trời, xem bản thân cô ấy chống đỡ như thế nào. Cậu chắc chắn không định đi xử lý mặt mũi và bộ quần áo này sao? Tần Tư Đình nhìn dáng vẻ này của mặt cảnh thâm mà mới đầu còn hả dạ thay cho quý noãn, để rồi đến bây giờ chỉ biết than thầm. Mặt cảnh thâm nhắm mắt lại, không sao, tôi ngồi đây với cô ấy. Tần Tư Đình cũng ngồi vào băng ghế dài, nhìn về phía phòng hồi sức cấp cứu ở rất xa gần như không trông thấy được tôi rất tin tưởng tay nghề của bác sĩ wendell tìm khắp thế giới người bác sĩ mà tôi tín nhiệm nhất vẫn là ông ấy nếu ông ấy có thể thuận lợi gấp viên đạn ra lại không làm cô ấy bị tổn thương thêm thì tôi nghĩ hiện tại ông ấy cẩn thận đưa cô ấy vào phòng bệnh vô trùng cũng là để có thể tiếp tục chữa trị cho cô ấy nếu như không có hy vọng thì ông ấy sẽ không phí sức như vậy đâu cậu cũng biết bác sĩ wendell rất cá tính nếu là người hoàn toàn không thể cứu được thì ông ấy sẽ lập tức từ chối. Lúc này tiếng giày cao gót liên tiếp bước đến gần, tần tư đình ngẩng đầu lên nhìn rồi quay đi, sau đó chợt khựng lại, rồi quay đầu nhìn người đang bước đến một lần nữa. Lúc nhận ra đó là phong lăng, tần tư đình khẽ nhướng mày, Nam Hành đã nhìn thấy diện mạo này của cô chưa? Mặt cảnh thâm cũng nhìn lướt qua phong lăng nhưng vẫn thờ ơ, không chút để ý. Rõ ràng phong lăng xuất hiện ở đây là chuyện không ai ngờ, huống hồ diện mạo lại còn hoàn toàn lột xác như thế này. Phong lăng tự mình lờ đi hai tiếng nam hành, chỉ bước đến liếc vào trong rồi nhìn mặt cảnh thâm, lên tiếng cung kính chào theo thói quen, ông mặc Mặt cảnh thâm gật đầu như có như không, vẫn không nói gì. Bình thường anh đã là người không nói lời thừa thải, kể từ sau khi quý ngoãn bị trúng đạn thì anh lại càng trầm mặt hơn. Phong lăng lại đưa mắt gật đầu chào tần tư đình, bác sĩ tần. Tần tư đình nhướng đuôi mày, cười, đẹp lắm, cô Phong. Anh gọi hai chữ cô Phong là có thâm ý nhạo bán lộ liễu. Nhưng Phong Lăng không giận, chỉ miếng môi gật đầu đáp lại. Cô từ một thiếu niên anh Tuấn chợt biến thành một thiếu nữ thì cũng thôi đi, thế mà lại còn xinh đẹp đến thế này. Tần Tư định nghĩ nếu Nam Hành nhìn thấy diện mạo của Phong Lăng bây giờ thì không biết sắc mặt sẽ phong phú đến thế nào. Anh càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười. Nhưng dù sao tình hình của Quý Noãn bây giờ cũng đang nguy kịch như chỉ mành treo chuông, anh thật sự cười không nổi, nên chỉ nói, cô vì Quý Noãn nên mới quay về sao? Trừ anh em trong căn cứ 11 ra, cô vốn không có bạn bè. Xem ra chắc hẳn Quý Noãn nằm trong số anh em bạn bè của cô. Nếu không phải cô ấy gặp chuyện, có phải cô định từ nay về sau không bao giờ đặt chân đến Los Angeles nữa không? Phong Lăng thản nhiên khẽ cười, tôi cần phải quay lại Los Angeles sao? Anh cũng biết, sau khi rời khỏi căn cứ Tôi đã không còn là thành viên của căn cứ 11 nữa. Tôi trở về nơi vốn thuộc về tôi, cũng không còn là Phong Lăng trước kia nữa. Đúng là nếu không phải vì quý noãn thì tôi cũng sẽ không đứng ở đây. Vậy mà cô lại tuyệt tình đến vậy. Tần Tư Đình cười khiển trách, chẳng phải phụ nữ các cô đều như vậy sao, đã đi là không trở lại. Kể cả đàn ông có quỳ chân xuống cầu xin thì các cô cũng không có bất kỳ cảm giác nào. Phong Lăng liếc anh, hỏi vặn lại, bác sĩ tần giống người sẽ quỳ xuống vì phụ nữ sao? Hay là nam hành giống loại đó? Tần Tư Đình Bất chợt bên ngoài phòng hồi sức cấp cứu trong khu vực cách ly có mấy bác sĩ y tá mặc đồ vô trùng vội vã và chạy vào bên trong. Ba người nghe thấy tiếng động thì cùng quay lại nhìn. Chuyện gì vậy? Vừa thấy bóng lưng các bác sĩ y tá cũng cùng chạy đi ở bên trong, Phong Lăng chợt hỏi. Tần Tư Đình thông thả bình tĩnh trả lời, cô tưởng người nằm trong phòng hồi sức cấp cứu chỉ được ngủ thôi sao? Bất cứ lúc nào tim cũng có thể ngừng đập hoặc ở trong trạng thái cận kề cái chết. Giai đoạn nguy kịch không dễ để vượt qua. Tình huống cấp cứu đột ngột như thế này sẽ liên tục lặp lại trong mấy ngày tới, mọi người quen dần đi. Phong Lan nghe vậy thì không để lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng lại nôn nóng nhìn vào bên trong. Sau đó cô nhìn sang mặt cảnh thâm, thấy dường như anh vẫn nhìn chăm chăm về phía phòng hồi sức cấp cứu. Nửa tiếng sau, các bác sĩ y tá vừa vội vã và chạy vào ra ngoài, nhìn dáng vẻ như thở vào nhẹ nhõm. Đây cũng có nghĩa là quý noãn đã lại gắn gượng vượt qua được một cửa ải hiểm nghèo. Đàn ông thường nghĩ phụ nữ rất yếu đuối. Nhưng thật ra về bản năng sinh tồn thì ai cũng như nhau. Thậm chí, nhiều khi ý chí của phụ nữ còn mạnh mẽ hơn cả đàn ông. Phong Lăng nói, điều này tôi đã nhận ra rất rõ ràng trong một năm đến Luân Đôn cùng Quý Noãn cô ấy có sự kiên cường mà người ngoài không nhận thấy, vì vậy, nhất định cô ấy sẽ chống chọi được. Ánh mắt mặt cảnh thâm thoáng lướt qua phía bên ngoài cửa sổ cạnh phòng hồi sức cấp cứu, đôi mắt lãnh đạm nặng nề quay lại nhìn phong lăng, hiểu ngay ý cô. Quý noãn chống chọi trong tình trạng tính mạng nghìn cân treo sợi tóc ba ngày. Đến đêm ngày thứ ba, bác sĩ Wendell bước ra từ phòng hồi sức cấp cứu, nhìn thấy mặt cảnh thâm tròn ba ngày ba đêm ngồi lì ở bệnh viện, không ngủ, không nghỉ ngơi, thậm chí cả quần áo còn chưa thay. Ông đã nhiều lần tiếp xúc với mặt cảnh thâm, cũng đã quen biết anh rất nhiều năm, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy ông mặc thê thảm suy sụp đến mức không thèm để ý đến bất cứ điều gì, chỉ kiên quyết ngồi đây chờ một người phụ nữ hồi tỉnh như hiện tại. Bác sĩ Wendell nói, trước mắt, rất nhiều dấu hiệu sinh tồn của cô quý đã dần dần hồi phục, tuy vẫn phải tiếp tục theo dõi mấy ngày nữa, nhưng xem như cô ấy đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Chỉ cần cô ấy có thể tiếp tục duy trì tình trạng khả quan này trong vài ngày nữa thì có thể chắc chắn bảo toàn được tính mạng. Cuối cùng cũng nghe được những lời này từ bác sĩ Wendell, nét mặt lạnh lẽo nặng nề của mặt cảnh thâm trong suốt 3 ngày đã bắt đầu có dấu hiệu thả lỏng. Tần Tư Đình gật đầu đáp lại bác sĩ Wendell, ông vất vả rồi, cuối cùng cũng nghe được tin tốt. Bác sĩ Wendell cũng cười, là do sức sống của cô quý rất mạnh mẽ, lần nào nhịp tim ngừng lại cận kề với cái chết cũng đều cứu lại được. Mỗi lần cấp cứu xong tôi đều có thể cảm nhận được bản thân cô ấy muốn hồi tỉnh. Vào thời điểm như thế này, ý chí con người vẫn là quan trọng nhất. Tần Tư Đình gật đầu. Lúc này bác sĩ Wendell mới quay về phía mặt cảnh thâm, ông mặt, ông cũng nhanh chóng điều chỉnh lại bản thân đi. Nếu cứ tiếp tục chịu đựng như thế này, e rằng cô quý còn chưa tỉnh lại thì ông đã không trụ được nữa rồi. Mặt cảnh thâm không trả lời, chỉ nhìn bác sĩ Wendell nói, cảm ơn ông gần một ngày một đêm không nói gì, giọng mặt cảnh thâm đã khản đặc. Nghe thấy chưa? Quý Noãn vẫn còn kiên cường như vậy đấy. Còn cậu, có lẽ đây là lần suy sụp hiếm hoi trong cuộc đời. Ba bốn ngày không cạo râu, không thay quần áo, nếu để Quý Noãn nhìn thấy dáng vẻ này của cậu thì e là cô ấy lại muốn quay lại cửa tử mất. Tần Tư Đình vừa nói vừa bước thẳng đến, vươn tay ra định kéo mặt cảnh thâm đứng dậy. Có lẽ là vì ngồi ở đây ba ngày không nhúc nhích, bọn họ mua đồ ăn mà anh cũng không ăn, nên khi bị Tần Tư Đình kéo dậy thì thân hình cao ngất của mặt cảnh thâm thoáng lão đảo. Tần Tư Đình vội đỡ lấy anh, nhíu mày, nhịn ba ngày rồi, còn chịu được sao? Không chờ mặt cảnh thâm trả lời, bác sĩ Wendell hiểu ý Tần Tư Đình, lập tức ra lệnh cho hai y tá mở cửa một phòng bệnh ở gần đó, để Tần Tư Đình dìu mặt cảnh thâm vào nghỉ tạm. Khó khăn lắm mới nghe được tin tốt về quý noãn, cho nên mặt cảnh thâm không còn lạnh lùng suy sụp khiến người ta không dám đến gần nữa. Chỉ duy nhất tần tư đình dám cưỡng chế túng mặt cảnh thâm đứng dậy, cuối cùng cũng đưa được anh vào phòng bệnh gần đó. Sau đó tần tư đình thông báo cho A-ca mang quần áo sạch và vài đồ dùng vào. Mặt cảnh thâm không ăn uống gì trong suốt 3 ngày, tần tư đình tự truyền một chai gluco cho mặt cảnh thâm rồi đẩy anh vào phòng tắm trong phòng bệnh, quản bộ quần áo sạch vào trong. Đến khi mặt cảnh thâm tắm gội, cạo râu, thay quần áo đi ra ngoài thì tần tư đình mới có vẻ miễn cưỡng nhẹ nhõm đi một chút. Chật, sao tôi lại quên mất? Lẽ ra trước khi bắt cậu đi tắm, tôi phải chụp và lưu lại dáng vẻ đặc sắc này của cậu cho quý noãn xem sau khi tỉnh lại mới đúng. Tôi phải cho cô ấy biết đường đường là mặt cảnh thâm mà cũng có ngày khiến người ta không nỡ nhìn mặt. Tần Tư Đình nói xong lại tiếp tục, ba ngày liên tiếp không ngủ không nghỉ, là người thì sẽ không chịu nổi. Cậu tốt nhất nên nghỉ ngơi trước đi, chỉ cần chợp mắt hai tiếng là cũng đủ rồi. Mặt cảnh thâm liếc tầng tư đình, lạnh lùng lên tiếng, vừa rồi cậu pha gì vào trong chai gluco cho tôi. Tần tư đình cười, thuốc tác dụng nhanh như vậy sao? Tôi cố tình xin bác sĩ Wendell một loại thuốc an thần mới ra gần đây, hòa vào đường gluco. Về lý thuyết thì phải mất một lúc nữa cậu mới thấy buồn ngủ. Nhưng mấy ngày hôm nay cậu không ăn không uống, có lẽ khả năng chống đỡ cũng bị giảm sút nên thuốc có tác dụng nhanh hơn bình thường một chút không có chuyện gì hết, cậu đi ngủ đi. Nghe thấy tần tư đình thế mà lại lừa anh cho thêm thuốc an thần vào đường Cô, mặt cảnh thẩm khẽ thở dài, dây tráng. Làm bạn nhiều năm, tần tư đình hiểu anh rất rõ, biết anh bề ngoài thì lạnh lùng lãnh đạm nhưng bên trong thì đau đến xé lòng. Cuối cùng mặt cảnh thâm cũng không thể kháng cự lại thuốc an thần mà bác sĩ Wendell kê cho. Thấy mặt cảnh thâm cuối cùng cũng có thể chợp mắt một lát, tần tư đình mới đứng dậy đi ra ngoài mặt cảnh thâm ngủ được nguyên một đêm. Thuốc an thần trong đường Goloco không nhiều, nhưng có thể khiến anh có thêm thời gian ngủ nhiều hơn. Sáng sớm ngày hôm sau, mặt cảnh thâm vừa mở mắt ra đã đứng lên đi ra khỏi phòng bệnh. Dù không nhìn thấy có gì bất thường, nhưng anh vẫn nhạy bén phát hiện ra dáng vẻ người đứng ngoài có gì đó khác lạ. Xảy ra chuyện gì? Cương mặt lạnh lùng của mặt cảnh thâm đã không còn tuyệt vọng như mấy ngày trước, nhưng khí chất bút lạnh vẫn như thế, khiến người ta không dám tiếp xúc. Người của căn cứ 11 vừa nhìn thấy mặt cảnh thâm thì nét mặt đều nặng nề. Một người lên tiếng, đêm qua, mấy tên thuộc hạ của A Đồ Thái lẻn vào bệnh viện, bắt cóc bác sĩ, y tá ở tầng khác, cải trang thành bác sĩ, y tá trà trộn vào đưa bà mặt đi. Khu cách ly quá xa, chúng tôi không thể đến gần được, khi phát giác ra thì đã không thấy bà mặt đâu nữa. Bác sĩ Tần đã tự mình mang theo người truy đuổi nhưng giờ vẫn chưa có tin tức chắc chắn mục đích của bọn chúng là bắt cóc bà mặt lấy tính mạng của bà mặt để đổi lấy a đồ thái đang bị giam trong tay chúng ta mặt cảnh thâm lạnh lùng đi vào trong quả nhiên nhìn thấy hầu hết nhóm bác sĩ y tá này đều bị thương có không ít người bị tấn công từ đằng sau khi đang trực nên vẫn hôn mê bất tỉnh tất cả dây rợ thiết bị y tế trong phòng hồi sức cấp cứu quý noãn nằm trước kia đều đã bị ngắt ra giường bệnh trống rỗng không một bóng người khu vực này tách biệt quá xa không phải nhân viên y tế có phận sự thì không thể đến gần đêm qua sau khi anh đi ngủ thì vẫn có tầng tư đình canh chừng ở bên ngoài nhưng kể cả chính anh ở lại đây thì sợ là cũng không thể phân biệt ngay được những người đó là bác sĩ y tá thật hay là người ở bên ngoài trà trộn vào chờ đến khi phát hiện ra thì đương nhiên người đã bị chuyển đi rồi bất chợt điện thoại di động của mặt cảnh thâm vang lên ánh mắt lạnh băng của mặt cảnh thâm liếc thấy số của tầng tư đình trên màn hình thì lập tức nhận cuộc gọi Giọng nói nặng nề của Tần Tư Đình vang lên, đã tìm thấy rồi. Người của chúng ta đã bao vây bên ngoài, nhưng sinh mạng của Quý Noãn nằm trong tay bọn chúng. Bọn chúng yêu cầu đích thân cậu đến. Ý đồ của chúng rất rõ ràng, nếu không thể dùng Quý Noãn để đổi lấy A Đồ Thái, thì cũng muốn moi những thông tin chúng cần biết từ miệng cậu. Bọn chúng lấy A Đồ Thái ra để kiếm cớ đánh đổi, nhưng thực tế là muốn nhân cơ hội này để độc chiếm. Tôi tới ngay nét mặt mặt cảnh thâm lạnh tanh, anh tắt điện thoại, quay người đi thẳng ra ngoài. Trong gian phòng khách sạn rộng lớn lạnh lẽo, mấy cả người cam bốt vây xung quanh người phụ nữ mặt cắt không còn giọt máu đang nằm trên giường. Người phụ nữ này vẫn chưa từng tỉnh lại từ khi bị bọn chúng bắt cóc đến bây giờ. Thậm chí bọn chúng còn hoài nghi có phải mình bắt cóc người chết không, liệu có thể dùng cô để uy hiếp mặt cảnh thâm không. Nhưng dù sao bọn chúng cũng nghe nói, người phụ nữ tên quý noãn này chính là yếu điểm duy nhất của mặt cảnh thâm. Bọn chúng đã cướp người từ phòng hồi sức cấp cứu ra ngoài thì dù thế nào cũng phải tạo ra sức ép. Liệu cô ta có chết ở đây không? Một gã thấp lùng nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường, thấy cô không hề phản ứng, không khác gì người đã chết. Dù có chết thì nhất định cần trôn cũng tìm cách mang thi thể của cô ta nguyên vẹn trở về. Cứ kiên nhẫn chờ, chắc chắn anh ta sẽ đến nhanh thôi. Bây giờ chúng ta đã bị người của căn cứ 11 bao vây, như thế này có phải là quá nguy hiểm không? Đại ca vẫn chưa cứu ra được, hay là chúng ta đổi lấy mạng của đại ca trước? Đổi cái gì mà đổi? Chỉ cần chúng ta biết được thông tin từ chính miệng cần trôn thì sau này số tiền đó đều là của chúng ta. Đại ca nằm trong tay bọn chúng nhiều ngày như vậy, không chết thì cũng đã tàn phế, có cứu được ra thì đại ca cũng không thể che chở chúng ta nữa. Mặc kệ hắn, chúng ta tự làm vụ này một tên đưa tay lên để sát vào mũi người phụ nữ nằm trên giường một lát rồi thấp thỏm nói, hơi thở yếu lắm. Chúng ta cướp người đi như vậy, lỡ chẳng may cô ta chết ở đây, có khi nào cần trôn bắt cả đám chúng ta không? Như là cho nổ cả tòa nhà này chẳng hạn. Người phụ nữ của anh ta đang nằm trong tay chúng ta, tòa nhà này không nổ được đâu. Người cũng đã cướp rồi, còn sợ cái gì? mấy tên bên trong còn đang nghiên cứu xem lát nữa phải làm thế nào thì mặt cảnh thâm đã lao đến chỗ tầng tư đình bọn chúng ở bên trên dùng tính mạng bà mặt để uy hiếp nếu anh không đích thân đến đây trước khi người của chúng ta bao vây tấn công thì bọn chúng sẽ ném bà mặt từ ban công tầng trên cùng xuống a ca đã đi theo tầng tư đình từ trước tức tiếng nói ông mặc bọn này chẳng mấy trung thành với a đồ thái mà đã sớm có giả tâm theo tôi nghĩ kẻ hám lợi còn dễ đối phó hơn loại người trung thành một lòng một dạ. Anh chú ý an toàn, chúng tôi sẽ yểm trợ đằng sau. Bọn chúng yêu cầu mặt cảnh thâm tự đi lên, không được mang theo súng bên người. Mặt cảnh thâm đứng trên thảm sàn hành lang vắng vẻ của khách sạn sang trọng, mặt lạnh tanh giang hai tay ra cho hai gã người cam bốt lục soát. Bọn chúng chắc chắn anh không mang theo súng thì mới để anh bước vào thang máy. Đến tầng cao nhất của khách sạn, anh bước ra khỏi thang máy, dáng người cao lớn trắng rỏi, khí chất lạnh như băng. Anh liếc mấy tên canh giữ trước cửa phòng, lạnh lùng bước đến, giọng nói vang lên từ cuốn họng, vừa lãnh đạm vừa nhạo báng, các người muốn tạo phản chiếm núi xưng vương hả, chí khí cũng thật lớn, dám cướp người của tôi à. Mấy gã canh gác bên ngoài không giỏi tiếng Anh, lại càng không biết nhiều tiếng Trung. Bọn chúng nhìn thấy mặt cảnh thâm đi lên một mình thì thoáng sửng sốt rồi lập tức tỏ ra lạnh lùng, nói bằng tiếng Campuchia, Mr. Control, chúng tôi dùng tính mạng người phụ nữ của anh để thương lượng. Anh có muốn cũng không thể dễ dàng bước qua cánh cửa này như thế được đâu. Anh phải xác định cho rõ, anh muốn mạng sống của cô ta, hay là muốn món tài sản bí mật mà đến cả bản thân anh cũng không coi trọng. Dù sao anh cũng không cần đến những thứ đó, chi bằng giao lại cho chúng tôi đi. Bọn chúng không chắc mặt cảnh thâm có thể nghe hiểu những gì chúng nói hay không, đang do dự không biết phải trao đổi với anh như thế nào thì mặt cảnh thâm đã thản nhiên nói, gọi tên cầm đầu hiện giờ của các người ra đây. Anh nói bằng tiếng cam Mấy gã kia thoáng sửng sốt trong giây lát. Trước đây bọn chúng có nghe A Đồ Thái nói Mr. Cùng là người rất khó đối phó, không chỉ riêng trí thông minh mà còn cả các phương diện khác. Nhiều năm trước đây rất nhiều đồng bọn của chúng đã mất mạng trong tay Mr. Cùng và căn cứ 11. Nhưng không ngờ anh lại tinh thông ngôn ngữ của nhiều quốc gia như vậy. Một tên trấn tỉnh lại, tiếp tục dùng giọng điệu uy hiếp nhắc lại, Mr. Control, đại ca hiện tại của chúng tôi từng là thuộc hạ lợi hại nhất của A Đồ Thái. Anh ấy nói, chỉ cần anh giao cho chúng tôi cứ chúng tôi muốn, vợ của anh sẽ được an toàn rời khỏi đây ngay lập tức. Mặt cảnh thông thấy những gã kia bước về phía mình với ý định uy hiếp thì lùi lại nửa bước, nhìn qua tưởng chừng như anh đang cẩn trọng bước lùi ra đằng sau. Nhưng khi những tên kia bước đến gần định đưa tay bắt anh lại, thì chỉ trong nháy mắt, anh vung tay lên chộp lấy cổ họng một tên và bóp chặt khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh lẽo lũ phế vật các người mà cũng dám uy hiếp tao nếu vợ tao thiếu một sợi tóc nào thì e rằng tình thế sẽ rất khó kiểm soát tao không bảo đảm mình sẽ không giết người anh còn chưa nói dứt câu bầu không khí đang căng như dây đàn chợt bùng nổ chỉ trong một giây gần như chỉ trong tích tắc mấy tên bên cạnh vội vàng giơ súng lên nhắm vào anh nhưng ánh mắt người đàn ông trước mặt vẫn lạnh băng đôi đồng tử đen lấy lập tức lạnh thấu xương hơi thở của anh đột nhiên trở nên tàn độc đáng sợ làm người ta không kịp phòng ngự. Chờ đến khi bọn chúng phản ứng kịp thì khẩu súng trong tay mặt cảnh thâm đã nhắm vào giữa trán một tên. Trong nháy mắt, mặt gã thuộc hạ bị anh siết chặt cổ biến sắc, gã nhìn người đàn ông đang chỉ súng vào người mình. Súng trong tay mặt cảnh thâm chính là súng trên người gã. Tốc độ tức súng của mặt cảnh thâm nhanh đến nỗi gã không kịp phát giác. Không thể ngờ, người đàn ông được giang hồ mệnh danh là Mr. Control, cũng chính là cố vấn và bốt thần bí sau lưng căn cứ 11, nhưng rất ít người tận mắt chứng kiến anh đích thân động thủ, lại có tài nghệ hơn người đến vậy. Mặt cảnh thâm mặc áo sơ mi đen và quần dài thoải mái nhưng nguy hiểm, ánh mắt lạnh lẽo bình thản, phun ra hai tiếng lạnh như băng, thả người. Mặt tên bị mặt cảnh thâm khống chế lúc trắng lúc xanh, cổ họng bị bóp nên không thể lên tiếng, cũng không cách nào thoát ra. Hiển nhiên mấy tên xung quanh không màng đến mạng sống của tên này, vẫn tiếp tục chỉ súng về phía mặt cảnh thâm, nét mặt đầy đề phòng. Nhưng vì bọn chúng vẫn muốn moi được thứ mình muốn nên không thể bắn chết anh. Trong thời điểm đấu trí dằn co này, người phải nơm nớp hoảng sợ đương nhiên là đám người kia, còn mặt cảnh thâm thì hoàn toàn ngược lại. Anh cười lạnh, bất ngờ vung tay lên, đám còn lại chỉ nghe thấy một tiếng đoàn. Chuỗi đèn trần hành lang khách sạn bị đạn xuyên qua một cách chính xác. Đèn thủy tinh bị bắn vỡ nát, rơi ập xuống sàn. Cuối hành lang có cửa sổ ở hai bên, ánh đèn ở giữa hành lang bị tắt phục đi trong nháy mắt, tất cả tối om. Người đầu tiên lao vào từ cửa thoát hiểm chính là AK, tiếng súng vang lên sau khi mặt cảnh thâm cướp được súng chính là ám hiệu bất biến từ trước đến giờ của căn cứ 11. Ngay khi tiếng súng vang lên, AK lao vào với tốc độ nhanh nhất, theo sát phía sau là các thành viên khác của căn cứ đã lặng lẽ bò từ cầu thang thoát hiểm lên đến tầng trên cùng của khách sạn. Trong hành lang tối tăm, đám người cam bốt còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị đánh gục toàn bộ súng và những thứ có thể dùng làm vũ khí trong tay đều bị tước sạch chỉ trong chớp mắt tất cả mọi việc diễn ra vô cùng lặng lẽ ngoại trừ tiếng súng báo hiệu của mặt cảnh thâm thì tất cả hành động sau đó đều không phát ra một tiếng động nào thậm chí những tên bị đột kích ngã gục cũng không phát ra được âm thanh nào qua cổ họng gã bị mặt cảnh thâm siết cổ là tên duy nhất không bị đánh gục bây giờ mắt cũng dần dần thích ứng được với bóng tối sau khi nhìn cảnh tượng xung quanh, và thấy người của căn cứ 11 thì gã lập tức muốn hét to lên đánh động đám người đang giam giữ quý noãn trong phòng. Nhưng khi gã định mở miệng thì người đàn ông cầm súng trước mặt đã chỉ họng súng vào giữa trán gã. Dường như anh không hề bị uy hiếp vì hành động muốn báo động kia. Nét mặt mặt cảnh thâm không thay đổi, anh bật ra hai tiếng lạnh lùng, mở cửa. Gã kia nhìn anh, đôi môi run rẩy có lẽ vì họng súng chỉ vào đầu mà gã không dám lên tiếng gã đang định thẻ thọc lên tiếng xin tha mạng thì cánh cửa không xa ở đằng sau đã bị mở ra. Tuy sau phát súng đầu tiên đã không có thêm tiếng động gì, nhưng dù sao đây cũng không phải là súng giảm thanh, lúc mặt cảnh thâm nổ súng, người bên trong không thể không nghe thấy. Chỉ có điều trong một thoáng bọn chúng không đoán được phát súng đó là do đồng bọn của chúng bắn hay người khác bắn ra. Dù sao nếu mặt cảnh thâm đã vào được khách sạn thì người cũng đã bị lục soát, không thể mang súng theo. Nhưng tên ra mở cửa không thể ngờ, Cửa vừa mở thì gã đã nhìn thấy hơn 20 người của căn cứ 11 dàn hàng đứng bên ngoài, toàn bộ súng đều chỉ về phía này. Cả kia chết lặng, đồng tử co lại, định lùi ra đằng sau, nhưng thấy mấy họng súng trước mặt thì sợ hãi đứng chắn trước cửa không dám ho he. Cả hành lang lập tức yên lặng. Từ đầu đến cuối mặt cảnh thâm vẫn lãnh đạm bình tĩnh không hề hoảng loạn. Gã đứng trước cửa nhìn thấy mặt cảnh thâm trong bóng tối lờ mờ, rồi lại nhìn thấy đồng bọn của mình ngã gục xuống bất tỉnh, còn có người đang bị khống chế, nên quay phát người lại. Ngay khi gã vừa cử động, AK đã nổ một phát súng vào vai gã kia. Đám người trong phòng đã sớm ở trong tình trạng sẵn sàng chờ ám hiệu, tên cầm đầu cũng đã lôi quý noãn từ trên giường dậy. Khi AK dẫn người lao vào trong thì nhìn thấy đám người kia đang vác quý noãn trên vai, đứng ở hướng ra ngoài ban công. Tất cả bọn chúng đang cầm súng chỉ ra cửa. Bọn chúng ít người, chắc chắn không có đủ đạn, nhưng trong tay bọn chúng có con bài tẩy là quý noãn. Nhìn thấy quý noãn còn chưa qua khỏi giai đoạn nguy hiểm đã bị bọn chúng vác trên vai, sau khi rời khỏi bệnh viện lại bị di chuyển như vậy, không biết có chịu đựng được không, AK phẫn nộ lạnh lùng nhìn bọn chúng, chỉ khẩu súng trong tay vào gáy tên đang vác quý noãn. Cảnh sát Los Angeles và thành viên căn cứ 11 đã bao vây toàn bộ khách sạn. Nếu không muốn mọi chuyện đến mức không thể cứu vãn thì lập tức thả người ra. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông đứng sau AK vang lên, cho các người 30 giây cuối cùng. Tên cầm đầu đang vác quý noãn trên vai cười khẩy, quay đầu ra hướng ban công. Không ngờ gã nhìn thấy đội cứu trợ của Los Angeles đã có mặt ở bên dưới từ bao giờ. Dưới mặt đất đã trồng một lớp đệm to dày, cao đến hai tầng lầu. Kể cả gã có dọa quan người phụ nữ này xuống để uy hiếp thì cũng không có chút cơ hội mong manh nào. Mà bây giờ bọn chúng có nhảy xuống dù không chết thì cũng lập tức bị những người đang bao vây bên dưới khống chế đám người này hoảng hốt vô cùng bất ngờ bọn chúng đi theo a đồ thái lan lộn trên chiến trường ở nhiều quốc gia nhưng đội cứu nạn của các quốc gia kia không bao giờ đến cứu kịp thời được như vậy bọn chúng hoàn toàn lạ lẫm với mọi thứ ở los angeles bình thường vẫn chỉ đi theo a đồ thái ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh không ngờ hiếm có cơ hội được làm một phi vụ lớn thì lại tính toán sai lầm đến mức này Mr. Control này đã đoán chắc nhất định bọn chúng sẽ thất bại sao? Aka đang giận bước tiến tới thì trong nháy mắt, súng của mấy gã kia lập tức đổi hướng, nhắm thẳng vào người quý noãn. Năng lực của thành viên căn cứ 11 không hề kém, thậm chí tố chất huấn luyện còn vượt qua rất nhiều thành viên của bộ đội đặc chủng nước Mỹ, ai ai cũng đều có khả năng chiến đấu ưu việt, chỉ cần chiến đấu trong tình huống bình thường thì sẽ không thua. Nhưng bây giờ bà mặt không chỉ đang nằm trong tay đám người Campuchia, kia, mà quan trọng hơn là tình trạng sức khỏe của cô vốn đã không tốt, vất vả lắm mới cứu sống được. Họ không thể tiếp tục phạm sai lầm, vì vậy cũng không thể dốc toàn bộ sức lực ra để đối phó. Nhưng kể cả trong tình thế này, người của căn cứ 11 cũng không hề bị rơi xuống thế hạ phong. Trong lúc cả đám người đang dè chừng nhìn chầm chầm về phía AK, đề phòng bọn họ bị uy hiếp nhưng không sợ mà ra tay, thì mặt cảnh thâm đập mạnh khẩu súng đang cầm trong tay vào xương sườn tên đang bị anh khống chế. Ngay lúc gã kia gặp người đau đớn, mặt cảnh thâm lập tức bồi một cú, đạp gã văng ra trước. A ca nghe thấy tiếng động quay lại nhìn. Vừa nhìn thấy cảnh này, anh lập tức giơ chân lên đá tiếp vào gã kia. Tên này vốn gầy đen nhỏ bé, bị đạp hai cú liên tiếp thì văng luôn ra ban công cách đó không xa, rơi bịch dưới chân những gã kia, máu trong miệng trào ra. Mặt cảnh thâm bước lên trước, A ca và các anh em khác bám theo ngay đằng sau. Đừng tới đây, nếu không bọn tao lập tức giết nó. Cắt đứt hơi thở cuối cùng của nó tại đây. Dù bọn tao có chết, kéo theo vợ yêu của Mr. Cùng Trô thì cũng không uổng phí. Tên cầm đầu đứng trên ban công dí súng vào lưng quý noãn, giống như cố ý mà nhấn họng súng vào vị trí miệng vết thương vừa lấy đạn ra của cô, sức lực càng ngày càng mạnh. Nhìn thấy vết thương sắp khép miệng trên vai sau lưng quý noãn lại dần dần rỉ máu, nhúng đỏ quần áo bệnh nhân màu trắng trên người, mặt cảnh thâm lập tức dừng chân. Súng trong tay đám người AK đã lên cò từ lâu, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Nhìn thấy đám người kia vẫn luôn dựa vào ban công, quay lưng về phía tòa nhà khách sạn đối diện bên kia đường. Mặt Cảnh Thâm lạnh mắt nhìn bọn chúng, cổ họng bỗng phát ra tiếng cười trầm thấp. Vài giây sau, anh làm như không có chuyện gì, tiếp tục bước về phía trước. Tên cầm đầu kia cũng siết chặt ngón tay đang giữ cò súng, trừng to mắt nhìn Mr. Control bước tới giống như chẳng hề quan tâm đến tính mạng của người phụ nữ này không phải lúc trước đại ca A Đồ Thái đã nói người phụ nữ tên Quý Noãn này là điểm yếu của Mr. Cồn Trô sao? Sao hiện giờ cô đã bị thương như vậy, mạng còn đang nằm trong tay bọn chúng, nhưng Mr. Cần Trôn lại tựa như chẳng hề quan tâm. Lẽ nào là vì người phụ nữ này chẳng sống được bao lâu nữa? Hay là Mr. Cùng Trô còn có âm mưu khác? Vẻ mặt của anh không hề lộ ra nét sợ hãi, thậm chí còn có sự lạnh lùng kinh miệt, hiển nhiên không hề giống những gì chúng tưởng tượng khi bọn chúng về dặt kéo quý noãn dịch về hướng ban công hai bước dựa vào lan can ban công thì mặt cảnh thâm lãnh đạm nói đúng là muốn chết giọng điệu anh vô cùng lạnh lẽo lạnh đến nỗi bọn chúng không hiểu bốn chữ bất chợt này là có ý gì nhưng bỗng nhiên một tiếng cạch trầm đục không biết phát ra từ đâu vang lên đây là súng giảm thanh chỉ có những người kinh nghiệm như họ mới phân biệt được âm thanh trầm đục bỗng dưng vang lên đó nhưng toàn bộ những người trong căn cứ 11, bao gồm cả mặt cảnh thâm đều không hề nổ súng Đến khi đám người trên ban công phản ứng lại thì cũng chỉ mới trôi qua hai giây. Viên đạn xuyên thủng sau gáy tên cầm đầu khống chế quý noãn, gã đứng chết chân hai giây rồi từ từ ngã khuỵu xuống. Dù chết nhưng hai mắt gã vẫn trừng to, tỏ vẻ không dám tin. Ngay khoảnh khắc đám người kêu hoảng hốt vì biến cố bất chợt thì hai giây tiếp theo, tiếng súng giảm thanh lại vang lên, đám người đứng trên ban công bị bắn nát sọ cùng một lúc. Nhìn thấy từng tên ngã xuống với vẻ mặt tựa như khó tin, chết không nhắm mắt, ánh mắt mặt cảnh thâm không hề gợn sóng, nhìn sang cửa sổ tầng chót của tòa nhà khách sạn đối diện bên kia đường, một cây súng bắn tỉa vẫn còn nằm im bên đó. Mặt cảnh thâm bước tới trước bế quý ngoãn lên. ca cũng lập tức dẫn người xông lên phía trước, đá văng đám người kia ra, tránh để máu chảy từ đầu bọn chúng dính lên người quý ngoãn. Nhìn thấy sắc mặt quý ngoãn tái xanh gần như không có sự sống, vết thương sau lưng lại rỉ máu khá nhiều, mặt cảnh thâm lạnh mặt bế ngang người cô lên, vội vàng xoay người đi ra ngoài. Ở phía đối diện, Phong Lăng rút súng ngắm khỏi cửa sổ. Cô đang định vắt súng sau lưng theo thói quen, nhưng sực nhớ lại hiện giờ cô đã không còn là thành viên của căn cứ 11 nữa, mang theo thứ này rất bất tiện, cho nên Phong Lăng bỏ súng sang một bên, thản nhiên xoay đầu lại nhìn tầng Tư Đình đang ung dung quan sát một loạt động tác này của cô. Thảo nào ban đầu khi Nam Hành còn chưa biết cô là phụ nữ thì thường hay nói rằng, mặc dù trong căn cứ 11 có rất nhiều người tài giỏi và không ít tay súng bắn tỉa lợi hại, nhưng có thể nhắm bắn chính xác trong khoảng cách 500 mét thì chỉ có cô và AK là khiến cậu ta yên tâm nhất. Đặc biệt là cô, tuổi còn trẻ, thân thể thoạt nhìn gầy yếu hơn những người khác, nhưng lại chơi súng bắn tỉa thành thạo hơn bất cứ ai, giống như có sức bùng nổ vô tận. Hôm nay thấy được, tôi đã hiểu tại sao anh ta lại luôn miệng tán dương cô rồi. Phong lăng lạnh nhạt đáp, phải nói là sức phán đoán của bác sĩ Tần và ông mặt vô cùng chính xác. Những tên kia rất hiểu tình hình hiện nay của căn cứ 11, Biết tay súng bắn tỉa được tín nhiệm nhất bây giờ là AK, chỉ cần AK đi theo bọn họ vào khách sạn thì bọn chúng sẽ cho rằng lần này căn cứ 11 hành động vội vàng nên không chuẩn bị phạm vi đánh lén bên ngoài. Phương thức dương đông kích tây này mới là mấu chốt chiến thắng. Tần Tư Đình mỉm cười, đã gần một năm cô không chạm vào súng rồi nhỉ. Phong Lăng hờ hững nhướng mày, sau khi rời khỏi căn cứ thì tôi không chạm vào nữa, đúng là không quen tay lắm, nếu như không phải hôm nay người được cứu là quý noãn thì tôi sẽ không mạo hiểm như vậy, lỡ như không nắm trúng nít, người chết không chỉ có một mình cô ấy. Nếu Nam Hành đã bảo cô đến thì đương nhiên rất tin tưởng vào kỹ thuật bắn súng của cô. Phong Lăng thờ ơ hỏi lại, là Nam Hành bảo anh đến tìm tôi. Tần Tư Đình nhướng mày cười, chứ sao nữa? Cô cho rằng tại sao tôi dám tới mời cô cả của nhà họ Phong chứ? Nếu anh ta đã ở Los Angeles, sao không tự mình làm? Bàn về kỹ thuật bắn súng thì cả tôi và AK đều do anh ta chính tay dạy dỗ. Tay bắn tỉ đáng tin nhất chẳng lẽ không phải là anh ta sao? Sắc mặt Phong Lăng có chút bất mãn. Cô nói xem. Phong Lăng không nói gì nữa, chỉ đặt súng bắn tỉ trở về trong hộp chữ nhật đen dài bằng da, sau đó lạnh mặt, xoay người đi ra, không định ở lại nữa. Phong Lăng, lúc trước Nam Hành ép cô rời khỏi căn cứ 11 cũng là vì muốn tốt cho cô từ nhỏ cô đã lớn lên ở cô nhi viện khó khăn lắm mới tìm được người thân của mình vậy nên hãy trở về với cuộc sống bình lặng đi huống chi người nhà của cô cũng không cho phép cô trải qua những ngày tháng vào sinh ra tử như thế cậu ta thiếu nợ tình nghĩa của nhà họ phong kết quả cô lại là đứa con gái lưu lạc của nhà họ cậu ta không thể nào đàm phán điều kiện với nhà họ phong được chỉ đành để cô trở về cho dù là đứng trên góc độ muốn tốt cho cô thì cậu ta cũng không thể không làm như vậy Phong Lan làm như chẳng nghe thấy anh nói, bước chân không ngừng nghỉ, đi thẳng ra ngoài, không quay đầu lại. Kết quả cô vừa mới ra cửa thì đã bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng cao lớn thẳng tắp đứng bên ngoài. Người kia đứng ở ngoài cửa, tựa lưng lên tường, điếu thuốc trên tay lập lòe. Bởi vì cô đi ra nên anh hít đôi mắt đen lấy trong sương khói lượn lờ, nhìn chầm chầm gương mặt lạnh lùng muôn thuở của cô. Tiếp đó anh lại bất chợt rít một hơi khói, phả nhẹ lên mặt cô. Phong lăng lạnh lùng nhìn Nam Hành không biết đã đứng đợi ngoài cửa bao lâu. Nam Hành nhếch môi, lâu rồi không chạm vào súng, hôm nay chơi đã không? Có muốn tặng cho anh một phát súng nữa không, hả? Nam Hành cao gần 1m9, Phong lăng cũng gần 1m7, hơn kém nhau chừng 20cm. Khi anh cúi đầu nhìn cô từ trên xuống có thể thấy rõ từng sợi lông mi của cô. Bởi vì lúc này cô nhìn anh mà dường như hàng mi đông kết từng dọc sương, không hề có chút ấm áp dù cho xa nhau 10 tháng, bề ngoài là thân xác cô cả nhà họ Phong, nhưng trong xương cốt cô vẫn là Phong Lăng trước kia. Cô độc, trầm lặng, lạnh lùng. Lòng anh có hơi sao động, chua xót và đau đớn, không thể nói rõ là cảm giác gì. Nam Hành vứt tàn thuốc cầm trên tay, nhấc chân dẫm tắt ngay lập tức. Anh vừa định duỗi tay nắm lấy cổ tay cô, ai ngờ lại bị Phong Lăng lẳng lặng tránh né, đồng thời lùi về sau một bước giữ khoảng cách một mét. Nam Hành cúi mắt nhìn cô, giọng nói trầm thấp khàn khàn, mười tháng không gặp, em định tránh anh thế này mãi sao? Phong Lăng làm như không nghe thấy, ánh mắt lạnh tanh, bỏ ý định đi vào thang máy, xoay người bước về phía lối thoát hiểm. Nam Hành thượng lại, đột một bước nhanh đuổi theo. Tần Tư Đình chạy về bệnh viện, cùng vào phòng cấp cứu với bác sĩ Wendell. Nếu như chậm trễ một chút nữa, e rằng Quý Noãn đã tắt thở trong khách sạn rồi. Mấy tiếng sau, Quý Ngoãn lại được đưa vào phòng hồi sức cấp cứu. Có vẻ lần này bệnh viện đã rút kinh nghiệm, cho phép người của căn cứ 11 đi thẳng vào khu cách ly, khoác lớp áo khử trùng đứng canh giữ ngoài phòng bệnh. Mặt cảnh thâm quan sát ở bên ngoài lớp cửa kính phòng cách ly, nhìn Quý Ngoãn nằm im không nhúc nhích bên trong. Toàn bộ dụng cụ bị người khác phá hoại đã được đổi sang cái mới, cô nằm im đó, người trắng muốt, gần như bị bao phủ bởi một đống thiết bị và dây ống trị liệu đủ màu sắc bên cạnh giường mặt cảnh thâm đứng đây nhìn bao lâu, cô không động đậy bấy lâu. Sau khi tần tư đình tham gia cấp cứu xong thì tắm rửa sách sẽ thay quần áo, nhìn thấy mặt cảnh thâm đứng ngoài phòng bệnh nhìn quý noãn, thì bước tới nói, cô ấy bị thương quá nặng, vừa kết thúc phẫu thuật chưa được mấy ngày đã bị người ta lôi ra ngoài. Vừa rồi trải qua quá trình khử trùng vết thương lần nữa, tôi thấy dấu hiệu sinh tồn của cô ấy xem như ổn định, nhưng vẫn rất yếu. Dù thế nào thì tối qua là tôi trông chừng cô ấy nhưng lại để mất, Mạng của cô ấy tính hết lên đầu tôi. Mặt mặt Cảnh Thâm không hề dao động, chỉ khi nhìn Quý Noãn nằm trên giường thì ánh mắt mới hơi tối lại, càng gần với màu đen thẫm hơn, giọng nói trầm thấp, chậm rãi, với tình huống đêm qua, cho dù là tôi ở ngoài trong chừng thì cũng không thể phát hiện được tình hình bên trong. Dù sao đúng là khu vực cách ly quá xa, các bác sĩ y tá đều đeo khẩu trang tiệt trùng, không liên quan đến cậu, đừng ôm trách nhiệm vào người. Tần Tư Đình nhìn Quý Noãn bên trong, những người kia chỉ muốn lấy được đồ họ muốn từ miệng cậu, cho nên không dám ra tay với cậu, nhưng lại ra tay ác độc với người bên cạnh cậu. Tuy nhiên, họ vẫn không lấy nổi tính mạng của quý noãn. Mặt cảnh thâm nhìn chầm chầm người phụ nữ không nhúc nhích bên trong, điềm tĩnh đáp, bất kỳ ai cũng không thể lấy mạng của cô ấy. Lời nói này nhẹ nhàng thản nhiên, không mang đậm ý tứ nguy hiểm như lời cảnh cáo sáng nay lúc mặt cảnh thâm một thân một mình xông vào khách sạn nổ súng, nhưng lại lại nặng nề hơn rất nhiều. A Đồ Thái vẫn còn nằm trong tay Nam Hành sao? Mặt cảnh thâm lạnh nhạt hỏi. Tôi hỏi A Ca, cậu ta bảo tên đó bị nhốt trong căn cứ, có không ít người canh giữ, chờ cậu bớt chút thời gian về giải quyết. Dù gì người bị thương cũng là quý noãn, bọn họ biết người này phải để cậu tự tay giải quyết mới có thể xả giận. Ngày nào mà quý noãn còn hôn mê thì cho dù có tùng xẻo tên đó cũng chưa chắc đã giải được hận của tôi. Ánh mắt mặt cảnh thâm lành lạnh, nam hành đâu, Tần Tư Đình không đáp, chỉ cười, thở dài nói, cậu biết mà, vì chuyện của quý noãn mà hiếm khi Phong Lăng mới quay về Los Angeles. Mặc dù hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nhưng cũng đủ để Mặc Cảnh Thâm biết tình hình bây giờ của Nam Hành. Mặc Cảnh Thâm không nói nữa, chỉ nhìn quý noãn bên trong lớp kính quan sát, nhìn khuôn mặt tái nhật chưa tới mấy ngày mà đã gầy đi của cô, nhìn hàng mi không có sức để động đậy. Bên tai anh lại vang lên tiếng nói của cô lúc trước khi xảy ra tai nạn. Cô nói, cô muốn trở về ngự viên. Trong phòng giam tối tăm, thỉnh thoảng có người mở miệng mắng chửi ầm ĩ, lúc thì mắng bằng tiếng cam bốt, lúc thì mắng bằng tiếng Anh, lại có lúc phun ra tiếng Trung, mắng tới mắng lui đều là mấy câu đó. Bảo cần trôn tới gặp tao. Nó là thằng hèn nhát. Bảo bọn phế vật chúng mày nhốt tao ở đây làm gì? Có bản lĩnh thì một mình tới gặp tao. Cần trôn. Tên tiếng Trung là mặt cảnh thâm đúng không? bảo nó lăn đến đây mau. Mắng liên tục mấy ngày nhưng hắn ta lại không hề có một miếng cơm hay một nguồn nước. Bốn năm ngày trôi qua, A Đồ Thái đã không còn sức lực mắng chửi nữa, cơ thể sắp đến cực hạn. Nếu không phải nửa đường hắn ta từng bất tỉnh một lần, người căn cứ 11 suối nước lạnh ép hắn ta tỉnh lại rồi cho uống một hớp nước để có thể chịu đựng dày vò tiếp thì đoán chừng bây giờ hắn ta đã chết rồi. Nhưng nguồn nước kia lại rất tanh hôi, hắn nếm thử mới biết đây chắc chắn là nước được trộn từ phân và nước tiểu của chó nuôi trong chiến đội. Vết thương trên người A Đồ Thái đã sớm khô cứng, máu và quần áo rách rưới dính hết vào người, mái tóc vàng rối tung nhầy nhụa như sắp bết thành một cục. Hắn ta tiếp tục mắng chửi, vừa mắng vừa thở dốc yếu ớt, cần trôn. Đừng cho rằng tao dễ chết như A Cát Bố. Cái chết của mày đương nhiên sẽ không nhanh như A Cát Bố. Không cần tao đích thân đến đây, người nơi này cũng có trăm nghìn phương pháp khiến mày muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Bỗng nhiên nghe thấy âm thanh bên ngoài truyền đến, mi tâm A đồ thái nhíu chặt, hắn ta ngẩng phát đầu lên nhìn người cuối cùng cũng xuất hiện. Vừa nhìn rõ mặt cảnh thâm, mặt hắn ta lập tức trở nên hung ác tàn độc. Người đàn ông hiếm khi rời bệnh viện trở về căn cứ 11 nhìn A đồ thái đang vô cùng chật vật, tức giọng trầm thấp khàn khàn nhưng thờ ơ lãnh đạm, mày dùng mọi thủ đoạn chỉ vì muốn biết rõ nguồn gốc đường dây vũ khí ngầm từ chỗ tao, chắc chắn là vì số tài sản kết xù kia. Nhưng anh em mày lại không thể cậy nổi miệng tao, rất không cam lòng, đúng không? A à, Đồ Thái cười khẩy, mày không nói nguồn gốc đường dây cho chúng tao biết, mà mày cũng không định nuốt hết số đồ kia. Tài sản trị giá mấy tỷ mà bị chôn vùi trong sự im lặng của mày, chẳng phải đáng tiếc lắm à. Ở các quốc gia chiến loạn, mày kiếm tiền từ quốc nạn, ăn cơm người chết nhiều năm như vậy mà còn không kiếm nổi vài tỷ, vậy mày cũng đừng hy vọng có thể lấy được tiền sau khi tao nói cho mày biết. Đối với đồ bỏ đi như mày, cho dù có đặt đồ ngay trước mặt thì mày cũng không thể nuốt nổi con số kết xù kia đâu. Giọng điệu mặt cảnh thâm hết sức lãnh đạm, nồng nặc hàm ý khinh miệt. Trong nháy mắt, mặt A đồ thái trở nên âm u, hai tay bị còng lại nên không thể động đậy, ngón tay siết chặt đến mức vặn vẹo. Mặt cảnh thâm nhận được điện thoại bệnh viện gọi đến thì liền rời khỏi căn cứ 11, chạy thẳng đến bệnh viện. Bác sĩ Wendell bảo lúc quý noãn bị đám người cam bốt bắt đi, cô vẫn chưa qua khỏi thời kỳ nguy hiểm. Trên đường bị bắt lên xe hẳn là đã đụng đầu vào đâu đó, dẫn đến xuất huyết dưới nhện. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng khiến cho bác sĩ không thể nào dự đoán chính xác thời gian cô tỉnh lại. Lúc mặt cảnh thâm đến bệnh viện, anh vẫn mặc quần áo lúc trở về căn cứ, quần dài đen, áo thun đen bởi vì biết không thể dự đoán được thời gian quý noãn tỉnh lại, nên trên người anh là mùi vị của tâm tối và suy sụp tận cùng. Thậm chí ngoại trừ thay quần áo tắm rửa, đã mấy ngày rồi anh chưa hề chăm chút bản thân mình. Mái tóc đen ngắn bị gió thổi rối bù, gương mặt vẫn tuấn tú, ngũ quan góc cạnh sâu sắc, nhưng âm u và xa cách hơn. Anh đi về phía phòng hồi sức cấp cứu, cách một lớp kính nhìn cảnh tượng bên trong bởi vì hiện giờ quý noãn không thể chịu đựng nổi bất cứ một sự dày vò nào nữa, cho nên không thể chuyển đến phòng phẫu thuật để giải phẫu não, mà phải tiến hành trực tiếp tại phòng hôi sụt tập cứu. Cách cửa sổ kính bảo hộ, ánh mắt mặt cảnh thâm nghiêm túc nhìn quý noãn nằm ở đó. Cho dù không xê tân đánh thuốc mê trong thời gian phẫu thuật, dường như cô cũng chẳng hề có cảm giác. Bác sĩ đang phẫu thuật cho quý noãn, thỉnh thoảng bên trong lại truyền ra tiếng dụng cụ y tế va chạm, còn có hình ảnh theo dõi tim mạch, hô hấp huyết áp, vân vân. Mặt cảnh thâm đứng trên mặt đất lạnh như băng nhìn biểu đê cô nhịp tim yếu ớt lúc có lúc không, ánh mắt ẩn giấu sự cuộn trào mãnh liệt. Lúc trở về, A ca nhìn thấy mặt cảnh thâm với gò má lạnh lùng vẫn luôn đứng đấy thì lập tức bước nhanh qua. A ca biết tình hình sức khỏe mấy ngày gần đây của quý noãn rất nguy kịch, ông mặt không thể rời khỏi, vì vậy anh kính cẩn thuật lại một ít chuyện của A đồ thái ở căn cứ, đoán chừng A đồ thái chẳng sống được mấy ngày nữa. Sau khi trình bày đơn giản rõ ràng việc xử lý đám người liên quan đến A Đồ Thái thì anh lập tức rời đi, không quấy rầy mặt Cảnh Thâm nữa. Hành lang bệnh viện bên ngoài phòng hồi sức cấp cứu lại trở về yên tĩnh. Mặt Cảnh Thâm nhìn dáng vẻ không hay không biết của Quý Noãn mà chậm chậm nhấc tay, đặt lên cửa kính. Lòng bàn tay anh dần khép lại, siết chặt thành nắm đấm, khớp xương trắng bệch. Một tuần sau, Quý Noãn vẫn chưa tỉnh, mũi cô được cắm ống dưỡng khí, mu bàn tay gắn kim tim trên mu bàn tay thương tích chồng chất, ngoài một mảng trắng bật ra thì chỉ còn lại dấu vết xanh tím do kim tiêm để lại. Nhưng cũng may bắt đầu từ sáng hôm nay, vết thương quý noãn đã khép miệng, nội tạng bị viên đạn làm bị thương đã khôi phục không ít. Mặc dù cô vẫn phải nằm trong phòng hồi sức cấp cứu, nhưng mỗi ngày đều có hai tiếng đồng hồ được phép vào thăm. Tần Tư Đình đi vào phòng bệnh, thấy mặt cảnh thâm ngồi bên gường bệnh, luôn chăm chú nhìn quý noãn đang hôn mê. Mấy ngày qua, cô hôn mê bao lâu, mặt cảnh thâm đều ở nơi này với cô bấy lâu, giao lại tất cả công việc ở công ty cho phó tổng giám đốc và trợ lý phụ trách. Quý noãn không thể ăn, mặt cảnh thâm cũng gần như không ăn. Thỉnh thoảng anh mới bị bọn họ ép ngồi xuống bàn ăn qua loa vài miếng. Tần tư đình bước tới phía sau anh, điện thoại cậu để bên ngoài vang lên, tôi có nhìn thoáng qua, là nhà họ quý ở Hải Thành gọi tới. Mấy ngày qua không có tin tức của quý noãn, hình như quý hoàng văn có chuyện muốn tìm cô ấy mặt cảnh thâm nhìn đồng hồ, đợi lát nữa tôi sẽ gọi lại cho ông ấy. Tần Tư Đình gật đầu, hiện giờ Quý Noãn đã bị thương như vậy, trước hết vẫn đừng nên báo chuyện này cho người phía Hải Thành biết, đợi tình trạng cô ấy khả quan hơn một chút hãy nói sau. Nếu không sẽ có nhiều người từ ngàn dặm xa xôi vội vã chạy đến đây, nhất là ông cụ nhà họ Mặc của cậu. Ông đã lớn tuổi rồi, biết càng ít thì càng đỡ phải lo lắng. Mặt cảnh thâm không nói gì, vẫn nhìn người nằm im không nhúc nhích hôn mê trên giường bệnh. Biết tình trạng bây giờ của mặt cảnh thâm tựa như chỉ ngồi đợi quý noãn tỉnh lại, những chuyện khác chẳng liên quan gì đến anh, tần tư đình không nói thêm gì nữa, chỉ vỗ vai mặt cảnh thâm, rồi lại đưa mắt nhìn quý noãn đang say giấc, dường như không hề mộng mị. Cô nằm im bất động, sắc mặt nhợt nhạt đến độ gần như trong suốt, hoặc nhìn không giống như một người thật sự tồn tại. Mặt cảnh thâm nắm lấy bàn tay đầy vết bầm tím không gắn kim tim của quý noãn, siết chặt, lại nửa tháng trôi qua. Mặt cảnh thâm đã được phép ngồi trong phòng bệnh mỗi ngày với quý noãn. Bàn tay trắng nõn mềm mại của người phụ nữ vẫn luôn được anh nắm trong tay. Lúc này điện thoại đặt ở mép giường bỗng rung lên, mặt cảnh thâm hờ hững nhìn thoáng qua rồi nâng cánh tay còn lại lên nhận điện thoại. Ông mặt, sau lưng A Đồ Thái còn có một người ba nuôi mà lúc trước hắn quen ở Mexico, là một bố già mafia. Hơn 20 năm trước lão ta cũng đã trà trộn trong các nước chiến loạn trên thế giới mấy năm gần đây thế lực ông ta bị phân chia quá nữa đám đàn em và tài sản còn sót lại không đủ để bọn chúng chống đỡ cho nên mới phái a đồ thái nghĩ mọi cách moi ra nguồn gốc đường dây của số súng ống đạn dược bí mật từ chỗ ông hồng chiếm đoạt mấy tỷ tiền bẩn kia hiện tại chúng ta đã tìm ra được ba nuôi của a đồ thái lão ta tuổi già sức yếu đang nằm chờ chết trong bệnh viện bởi vì mấy tháng trước khám ra bệnh ung thư gan thấy a đồ thái ra quân bất lợi nên đám đàn em của lão ta đã chạy sạch Bên cạnh lão ta chỉ còn lại mười mấy người, nhưng hiện nay đã bị chúng ta khống chế. Lão ta muốn gọi điện thoại cho ông, ông có muốn nhận không? Mặt cảnh thâm lãnh đạm nói, người sắp chết rồi, còn muốn nói cái gì? Đối phương đưa điện thoại giao cho ba nuôi A Đồ Thái. Tiếp theo, ở đầu dây bên kia vang lên âm thanh yếu ớt già cỗi, Mr. Cùng Trô, nhiều năm trước tôi đã từng qua lại với cậu, chỉ là khi đó cậu không tra ra tôi không ngờ bây giờ đứa con trai nuôi duy nhất của tôi lại rơi vào tay cậu. Mặt cảnh thâm không lên tiếng, chỉ chậm rãi vuốt ve bàn tay quý noãn, dịu dàng phủ lên mỗi ngón tay của cô, như muốn sưởi ấm ngón tay lạnh băng. Mr. Cồn Trô, Trung Quốc có một câu nói gọi là lấy trứng chọi đá. Tôi biết tình hình hiện giờ của chúng tôi như vậy hoàn toàn không có tư cách đàm phán điều kiện với cậu, nhưng tôi không có con. A à, Đồ Thái lại là đứa con trai nuôi duy nhất của tôi. Mấy năm qua nó đều trung thành hiếu thảo đi theo bên cạnh tôi tôi bằng lòng lấy hết tài sản còn lại chuyển cho các cậu chỉ xin các cậu có thể bỏ qua cho nó hiện giờ tôi muốn biết rốt cuộc cậu đã làm gì con của tôi rồi đáy mắt mặt cảnh thâm đen kịp lạnh băng anh khinh khỉnh cười khẩy đáng lý ông nên hỏi tôi muốn xử lý các người thế nào lời nói này chứng tỏ anh vốn không định thả người hơn nữa rõ ràng còn có ý xử lý sạch tất cả bọn chúng từ trên xuống dưới trong nháy mắt đối phương ở đầu dây bên kia điện thoại trở nên yên lặng Mặt cảnh thâm đang định tiếp tục nói gì đó, thì bỗng nhiên ánh mắt mặt cảnh thâm khựng lại. Anh rủ mắt nhìn ngón tay của quý noãn dần dật trong lòng bàn tay mình. Mặt cảnh thâm ném điện thoại di động sang một bên, ra sức nắm chặt tay quý noãn, càng cảm nhận được rõ ràng động tác yếu ớt của ngón tay cô. Điện thoại còn chưa cắt đứt, đầu dây bên kia vang lên giọng nói của ba nuôi A Đồ Thái, Mr. Cùng Trô, chúng ta có thể đàm phán điều kiện, xin cậu. Mặt cảnh thâm mặc kệ điện thoại, tắt máy, rồi lại nhìn người phụ nữ vẫn luôn nhắm chặt hai mắt nằm trên giường, thấp giọng gọi, noãn noãn. Bàn tay quý noãn dường như có cảm giác, lại nhúc nhích hai cái trong lòng bàn tay anh. Mặc dù động tác yếu ớt, nhưng so với trạng thái không hề có một chút phản ứng cũng như không có cảm giác mấy ngày trước thì xem như đã tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Mặt cảnh thâm lập tức sai người gọi bác sĩ Wendell. Sau khi chạy tới, bác sĩ Wendell tiến hành một loạt kiểm tra cho quý noãn, vui vẻ gật đầu, trong tiềm thức. Quý Noãn vẫn luôn cố gắng duy trì sự sống và ý chí, cô ấy không hát tê bỏ cuộc. Thật đáng mừng là tổn thương của cô Quý không tạo thành nguy hiểm trí mạng, nhưng vẫn phải tiếp tục trị liệu nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Tổn thương bên trong và bên ngoài đều không nghiêm trọng nữa, cũng sẽ không để lại di chứng. Tuy nhiên lúc trước não bộ cô ấy bị xuất huyết dưới nhện, mặc dù phẫu thuật thuận lợi, nhưng không thể bảo đảm tình trạng các mạch máu xuất huyết sẽ hồi phục hết. Trong thời gian ngắn chúng tôi vẫn chưa thể dự đoán rốt cuộc khi nào cô ấy sẽ tỉnh, nhưng cơ thể cô ấy đã khôi phục ý thức tự chủ. Dù cô ấy không tỉnh, thì khi bình phục đến mức độ nhất định, mỗi ngày có thể đưa cô quý ra phơi nắng, tăng cường hệ miễn dịch, điều chỉnh thân thể đến trạng thái khỏe mạnh nhất. Trong thời gian ngắn vẫn chưa thể đoán được thời gian hồi tỉnh là có nghĩa gì. Mặt cảnh thâm cao mày. Ý là việc này phải phụ thuộc vào chính cô ấy. Khi nào tỉnh? sau khi tỉnh lại có ảnh hưởng về phương diện nào không thì phải đợi cô ấy tỉnh lại rồi mới biết. Hẳn là bác sĩ Tàn cũng đã nói qua với ông, tuy kiểu não xuất huyết dưới nhện này không trí mạng, nhưng xuất huyết có thể sẽ chèn ép thần kinh não bộ, có khả năng ảnh hưởng đến trạng thái tỉnh táo sau khi cô ấy tỉnh lại. Nhưng vẫn là câu nói đó, phải đợi sau khi cô ấy tỉnh lại rồi mới biết. Đúng là Tần Tư Đình có nói qua, rất có thể cô sẽ bị ảnh hưởng đến trí nhớ và trạng thái tỉnh táo. Trong trường hợp máu động bên ngoài mạch máu thì sẽ dẫn đến tình trạng thường xuyên đau đầu. Nhưng vấn đề bây giờ là, rốt cuộc khi nào cô sẽ tỉnh lại? Cho đến khi bác sĩ Wendell đi rồi, mặt cảnh thâm mới nhìn ngón tay đã trở về trạng thái bất động lần nữa của quý noãn. Anh tiếp tục nắm chặt ngón tay cô theo thói quen. Chưa đến một tháng mà trái tim và sức lực mặt cảnh thâm đã tiều tụy như vậy. Thế mà quý noãn của ba năm trước, suốt hai tháng trời chẳng thể nhìn thấy mặt anh, sau khi vất vả đợi anh tỉnh lại thì phải đối mặt với một mặt cảnh thâm vời vợi xa cách. Khi đó trong lòng cô tuyệt vọng và đau khổ đến nhường nào, nhưng vẫn cố chấp kiên trì ở bên cạnh anh. Dù trong lòng cô có điên cuồng đến đâu thì cũng bị biểu hiện bề ngoài cố tỏ ra bình tĩnh của cô đè ép xuống. Lần đầu tiên, mặt cảnh thâm thấy hoài nghi về những gì anh đã làm vì nghĩ sẽ tốt cho cô kia. Nếu có thể làm lại tất cả, anh sẽ ôm cô thật chặt vào lòng ngay sau khi mở mắt ra vào ba năm trước anh cúi đầu hôn lên ngón tay cô tiếng nói khàn khàn vừa thấp vừa trầm đều là lỗi của anh một tháng sau chuyến bay từ los angeles đáp xuống sân bay hải thành Mặt cảnh thâm bế quý loãng ra khỏi sân bay nhẹ nhàng đặt cô vào trong xe quay mặt về phía người phụ nữ vẫn luôn nhắm mắt bất động nhỏ giọng dỗ dành ngoan chúng ta về nhà rồi đã bay mười mấy tiếng đồng hồ em cần phải đến bệnh viện để tầng tư đình kiểm tra trước sau khi bảo đảm mọi chuyện đều ổn thì chúng ta sẽ về ngự viên anh đã gọi đám người chị Trần trở về, mọi người sẽ ở bên cạnh em. Mặt cảnh thâm ngồi ôm cô trong xe, thẩm mục đến sân bay đón người cũng không nhiều lời, lái xe rời khỏi sân bay. Quý noãn nằm trong lòng mặt cảnh thâm không hề phản kháng hay có bất cứ cử động nào. Mặc dù vài ngày trước khi trở về Hải Thành, bác sĩ Wendell nói cô đã khôi phục ý thức rất nhiều, chỉ là đến nay vẫn chưa hề tỉnh lại. Vết thương bị đạn bắn đã khép miệng, nhưng dù sao nội tạng cũng bị tổn thương nghiêm trọng, không thể vận động mạnh, ít nhất phải nghỉ ngơi vài tháng. Vết thương bị đạn bắn không phải là chuyện đùa, cho dù là thành viên căn cứ 11 làm nhiệm vụ ở đất nước loạn lạc phương Tây bị đạn bắn trúng chỗ hiểm thì tỷ lệ sống sót cũng rất ít ỏi. Vị trí quý ngoãn bị thương lại gần với chỗ hiểm, bảo vệ được mạng sống đã là kỳ tích lắm rồi. Mọi thứ đều cần thời gian. Trong thời gian chờ đợi, đối với quý ngoãn mà nói, bệnh viện Los Angeles lạnh lẽo không phải là nơi thoải mái. Chi bằng trở về Hải Thành, để cô trở về nơi mình yêu thích nhất, được những người thân thuộc và tin tưởng nhất bầu bạn chăm sóc. Về đến ngự viên, đám người chị Trần đang đứng đấy chờ, thấy mặt cảnh thâm bế quý noãn xuống xe, họ liền vội vã ra đón. Ông mặt, bà chủ, cô ấy, trước khi được mời về ngự viên, chị Trần đã từng hỏi han cạn kể chuyện của quý noãn, biết cô bị thương nặng ở Los Angeles, hơn nữa còn hôn mê một tháng thì trong lòng lo lắng không thôi. Bây giờ rốt cuộc cũng gặp được người, nhưng lại chỉ thấy cô để mặt cho mặt cảnh thâm bế, chẳng hề nhúc nhích hay có bất kỳ phản ứng nào, trong phút chốc, mắt chị đã đỏ ửng bà chủ. Mặt cảnh thâm không lên tiếng, bế quý noãn bước vào trong. Về tổng thể của ngự viên, cho dù là kiến trúc biện thự và khuôn viên hay là đồ đặt trang trí nội thất thì đều thay đổi hết, nhưng thoạt nhìn phong cách này lại phù hợp với phong cách hai người họ hơn. Chị Trần và những người giúp việc khác đều vội vã vào theo. Mặt cảnh thâm đặt quý noãn xuống sofa, ngón tay với khớp xương rõ ràng đang vào mái tóc dài của cô. Sau đó, lúc quý noãn ngồi yên không nhúc nhích tựa lên sofa thì anh cúi người ngồi xổm trước mặt cô, nắm lấy bàn tay cô. Noãn noãn, về nhà rồi. Sau khi quý noãn được đưa về Hải Thành, bởi vì có đám người chị Trần chăm sóc mà cuối cùng mặt cảnh thâm đã gần 2 tháng không để ý đến mọi sự lớn nhỏ trong công ty này đã bắt đầu cân nhắc đến lịch trình làm việc. Xong, mỗi ngày anh đều về nhà đúng giờ, không tham dự bất kỳ cuộc xã giao nào, toàn bộ đều giao cho cấp dưới xử lý. Anh ngủ chung với quý noãn ở phòng ngủ chính. Ba ngày có chị Trần và người giúp việc đút cho cô ăn đúng giờ, ban đêm có mặt cảnh thâm tự tay đút nước cho cô. Cho dù cô vẫn luôn hôn mê không tỉnh nhưng anh chẳng để cô phải chịu một chút ấm ức nào. Quý Hoàng Văn và Tiêu Chấn Quân chia nhau đến thăm, nhưng đều bị chị Trần ngăn cản ngoài cửa. Không được mặc cảnh thâm cho phép, bất cứ ai cũng không thể quấy rầy quý noãn. Nhiều ngày nay chỉ có bác sĩ tầng là có thể thỉnh thoảng vào được ngự viên, nhưng phần lớn thời gian đều đến để kiểm tra cho quý noãn, xác định tình trạng bình phục của cô. Trừ chuyện đó ra, những người khác đều không có cơ hội tiếp cận ngự viên. Tại tập đoàn sinh, vì sự trở lại của mặt cảnh thâm mà hội nghị cấp cao hai tuần một lần được trở lại như bình thường. Trước màn ảnh trước mặt, quản lý bộ phận nào đó đang chỉ vào bản PowerPoint phóng to, báo cáo công việc gần đây tuy tổng giám đốc mặt đã trở lại nhưng mọi người có thể cảm giác được không khí làm việc trong công ty trở nên nặng nề rất nhiều gần như môi trường làm việc hàng ngày đều lâm vào tình cảnh thấp thỏm bất an trợ lý thẩm đã dặn dò từng bộ phận phải trình báo bất cứ chuyện gì với phó tổng giám đốc và trợ lý hoặc thư ký trước những chuyện cần giải quyết đều do bên dưới giải quyết trước cố gắng không quấy rầy mặt cảnh thâm cũng không được vào trực tiếp văn phòng tổng giám đốc trước khi hội nghị sắp kết thúc điện thoại di động đặt ở trên bàn hội nghị của mặt cảnh thâm rung lên. Mặt cảnh thâm nhìn thoáng qua dãy số hiển thị cuộc gọi. Trong tình huống bình thường, khi đang tham dự hội nghị cấp cao trong công ty, nếu như cuộc gọi không quan trọng, mặt cảnh thâm sẽ không nhận điện thoại. Nhưng khi thấy số điện thoại ngự viên gọi đến, anh lập tức cầm điện thoại lên, bắt máy. Ông mặt, bà chủ tỉnh rồi. Cho dù chị Trần đã nói sơ qua tình huống trong điện thoại, nhưng hiện giờ ngự viên đã nhốn nháo đến mức mặt cảnh thâm cũng không ngờ được. Bà chủ, cô mau ra đi, nơi này không có ai làm hại cô đâu. Cô đừng sợ mà, tôi là chị Trần, là chị Trần đây, cô còn nhớ không? Bà chủ, trong tủ bức bối lắm, mau ra đây đi. Bà mặt, chỗ này là nhà của cô, cô không cần phải sợ. Ra ngoài đi. Chị Trân và toàn bộ những người giúp việc đều đứng vây phía ngoài tủ quần áo của phòng ngủ chính, quay mặt về phía cánh cửa tủ đóng chặt sắc mặt ai nấy đều khẩn trương lo lắng hướng về phía cửa tủ gọi không ngừng bà chủ cứ nằm trong đó sẽ ngập thở mất chị trân hay chúng ta cứ kéo cửa ra đi người giúp việc thì thầm chị trân do dự một lát duỗi tay định mở cửa ra ai ngờ cửa vừa mở quý loãng đang ngồi co ro một cục trong ngăn tủ lại càng vùi đầu vào đâu gối siết chặt chính mình giống như rất sợ hãi vừa thấy cô như vậy Chị Trân đau lòng cúi người xuống dỗ dành, bà chủ. Chúng tôi. Ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài. Quý Noãn không chịu ngẩng đâu lên, trục cổ buồn bực quát. Chị Trân không còn cách nào, sợ sẽ dọa cô, nên vội vàng lùi về sau hai bước. Lúc trước bác sĩ Tần đã từng nói, nếu như ngày nào đó Quý Noãn tỉnh lại, có thể trạng thái tinh thần sẽ không được tốt, bảo các cô chuẩn bị tâm lý. Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng ai có thể ngờ bà chủ lại trở nên như vậy. Nhìn thấy bả vai quý noãn vẫn luôn run rẩy, chị Trần không thể không đóng cửa tủ lần nữa. Chị còn cẩn thận kẹp một chiếc khăn lông tạo thành khe hở ở giữa cửa tủ, tránh cho quý noãn ngột thở bên trong. Vừa gọi điện thoại chưa được 20 phút, mặt cảnh thâm ở văn phòng tập đoàn sinh cách xa hai mấy km đã phóng xe trở về. Lúc vào phòng ngủ, anh nhìn thấy mặt đất bừa bộn, chăn và gối đầu đều bị ném lung tung. Hơn nữa đồ dùng trên tủ đầu giường và giá trên bàn bên cạnh đều rải đầy đất, thảm dưới chân còn ướt nước. Mấy người giúp việc và chị Trần đều vây trước cửa tủ, ánh mắt mặt cảnh thâm dán chặt vào hướng tủ treo quần áo đang đóng. Ông mặt, ông đã về rồi. Sau khi tỉnh lại bà chủ chẳng nhận ra ai cả, dáng vẻ còn rất sợ hãi. Chúng tôi đút nước và cơm nhưng cô ấy không ăn không uống, thuốc và nước đều đổ hết xuống đất. Cho dù chúng tôi nói gì thì cô ấy cũng không chịu nghe. Về sau, cô ấy cứ một mực trốn trong tủ, chúng tôi gọi thế nào thì cô ấy cũng không chịu ra, người giúp việc thấy mặt cảnh thâm trở lại, vội vã xoay người nhìn về phía anh cầu cứu. Mặt cảnh thâm bước nhanh tới bên cửa tủ. Cửa tủ vừa mở ra, anh nhìn thấy quý noãn hôn mê bất tỉnh đã lâu rốt cuộc cũng có thể tự ngồi dậy. Nhưng giờ phút này, cô lại bất lực ngây ngô giống như một đứa trẻ, sợ hãi mọi thứ xung quanh, co rụt trong một góc của tủ, cơ thể run rẩy. Noãn noãn, mặt cảnh thâm cúi người xuống định bế quý noãn ra ai ngờ quý noãn nghe thấy có người mở cửa gọi thì càng sợ hãi lùi vào trong góc tủ quý noãn là anh nhờ tần tư đình nhắc nhở năm lần bảy lượt mà mặt cảnh thâm đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng dáng vẻ hiện giờ của cô giống như không chỉ bị ảnh hưởng về tinh thần thấy cô vẫn cứ trốn mãi chị trần cũng đã nói trong điện thoại rằng cô đã trốn trong tủ một tiếng đồng hồ dù thế nào cũng không chịu ra nên anh không thể để tình trạng như vậy tiếp tục nữa, quay đầu căng dặn, gọi điện thoại cho bác sĩ Tần đến đây. Vừa dứt lời, anh vươn tay bế Quý Noãn đang cuộn một cục ra ngoài. Hơn nữa, trong lúc Quý Noãn sợ hãi dãy dụ kêu la, anh càng ôm chặt cô vào lòng hơn, đồng thời xoay người đặt cô lên giường. Quý Noãn hoảng hốt vội vã thoát khỏi ngực anh. Mặt cảnh thâm vừa kéo tấm chăn mà chị Trần vừa nhặt lên quấn quanh cơ thể chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh của cô, vừa ôm cô vào lòng, vỗ về lưng cô Trấn An, đừng sợ, nơi này là ngự viên, không có nguy hiểm gì cả, mọi người đều ở bên cạnh em, không cần phải sợ, nhé. Không biết có phải vì mùi hương thanh mát trên người mặt cảnh thâm, hay giọng nói của anh, hoặc cũng có thể là câu nói có tác dụng Trấn An của anh khiến quý noãn bỗng chốc có cảm giác quen thuộc, từ dãy dỗ phản kháng ban đầu đến dần dần thả lỏng trong lòng anh. Mặt cảnh thâm cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn xanh xao, nhấc tay lên vuốt ve gương mặt cô, đau lòng nói, bất kể hiện giờ em đang sợ hãi điều gì, nơi này tuyệt đối sẽ không có ai làm hại em, tin tưởng anh, ngoan. Quý Noãn nằm gọn trong lòng anh thở dốc, tay túng chặt thành nắm đấm, trốn trong lòng anh thật lâu, giọng nói khàn khàn tựa như có chút ấm ức, ngự viên là đâu. Bởi vì lời nói này của cô mà mí mắt mặt cảnh thâm giật mạnh. Những người giúp việc khác đều đã ra ngoài, chỉ có chị Trần đứng ở cạnh giường, nhìn bọn họ với vẻ mặt lo lắng. Mặt cảnh thâm nâng cầm quý noãn, nhìn thấy ánh mắt bối rối của cô, em không nhớ sao. Quý noãn đờ đẫn nhìn anh, theo bản năng giơ tay lên níu lấy cổ áo sơ mi của mặt cảnh thâm, nhìn anh chầm chầm hồi lâu mới mở miệng nói, hình như tôi đã từng gặp anh rồi, nhưng mà anh tên gì nhỉ? Giọng điệu của cô nghe không giống với ngày xưa, vẻ mặt vừa ngây ngô lại vừa khó hiểu, khiến trái tim mặt cảnh thâm như rơi xuống đáy vực trong chớp mắt. Bác sĩ tần nhận được điện thoại thì vội vàng chạy tới. Sau khi đến nơi, cảnh anh nhìn thấy chính là cảnh quý noãn đang nấp trong lòng mặt cảnh thâm. Ngoại trừ mặt cảnh thâm thì cô không cho phép bất cứ người nào tiếp cận, cứ sợ hãi chui ra sau anh nếu có người muốn tới gần. Nhìn thấy dáng vẻ này của cô, Tần Tư Đình không cần lại gần đã lập tức kết luận, y học lâm sàng trong ngoài nước có vài chục ca loại bệnh này. Khi máu còn sót lại sau khi xuất huyết dưới nhận thì lúc vết thương lành sẽ xuất hiện tình trạng trí tuệ bị thoái hóa và dễ cáo kỉnh, không nhận ra ai nhưng nếu cố gắng thì vẫn có thể nhớ được một vài người và vài chuyện chỉ là ấn tượng không rõ ràng trí nhớ rối loạn đây không phải là vấn đề nghiêm trọng nhưng phải đợi máu tụ trong não tan dần thì cô ấy mới có thể khôi phục bình thường về chuyện tan máu nếu như phối hợp với trị liệu bằng thuốc ít thì một tuần lâu thì không quá nửa năm cậu không cần lo lắng bệnh này chắc chắn trị được nghe bác sĩ tần nói chắc chắn có thể trị khỏi lúc này chị trần đứng bên cạnh mới thở phào nhẹ nhõm có thể trị khỏi là được, bà chủ gặp tai nạn lớn như thế, khó khăn lắm mới tỉnh lại được, nhất định đừng xảy ra bất kỳ vấn đề nào khác. Miễn là có thể trị khỏi, bảo chúng tôi phối hợp điều trị thế nào cũng được. Chị Trần nói rồi lại nhìn sang Quý Noãn, thấy lúc này cô đang nép vào người mặt cảnh thâm vì cảm thấy anh trông quen mắt, trong khi những người khác thì ngay cả một cái nhìn cô cũng không nhìn. Tuy nhiên, rõ ràng ánh mắt cô di chuyển đến ai thì cũng chỉ có nỗi sợ hãi nhưng khi nhìn mặt cảnh thâm lại không nhanh thì một tuần, lâu thì nửa năm, nếu ông mặc có thể khiến bà chủ tin tưởng và ỷ lại trong thời gian không dài cũng không ngắn này thì thật sự không có gì đáng lo. Tần Tư Đình thấy lúc này rõ ràng Quý Noãn đã không còn để ý đến những người khác, hoặc có thể nói là sự chú ý của cô rất dễ bị thu hút bởi mấy thứ nho nhỏ. Cô đang nghịch cái nút áo màu xám bạc trên cổ áo sơ mi của mặt cảnh thâm. Mặt cảnh thâm cúi đầu nhìn cô, không ngăn hành động mân mê này, chỉ ôm cô chặt hơn, đồng thời ngước mắt lên. Tình trạng hiện giờ của Quý Noãn thật sự khiến mọi người ngạc nhiên, nhưng sau khi biết được vị trí bị thương của Quý Noãn, Tần Tư Đình đã từng hỏi bác sĩ Wendell về vấn đề khả năng ảnh hưởng tới trí tuệ và trạng thái tinh thần các thứ. Anh là nhân tài kiệt xuất trong giới y học nội khoa, cũng tìm hiểu rất sâu đến lĩnh vực thần kinh não bộ, lời anh nói tất nhiên là có căn cứ. Cậu chắc chắn cô ấy không có vấn đề kê gì khác chứ? Không càng đến bệnh viện kiểm tra cụ thể sao? Muốn đến kiểm tra cũng được, nhưng với tình trạng hiện giờ của cô ấy thì gặp phải ai đó không quen hoặc người xa lạ đều sẽ bị kích động và sợ hãi. Tôi thấy, bây giờ trí thông minh của cô ấy chỉ khoảng 7-8 đến 10 tuổi thôi, vả lại tư duy và trí nhớ lẫn lộn, có khi thì nhớ rất rõ, khi thì chẳng nhớ gì. Bây giờ quan trọng nhất là cần có người dạy bảo cho cô ấy, đừng để cô ấy đi với người có dụng ý xấu, cũng đừng để cô ấy tùy tiện rời khỏi tầm mắt cậu. Tôi sẽ liên lạc với một viện nghiên cứu quen biết, để họ nhanh chóng nghiên cứu điều chế ra loại thuốc hiệu quả hơn nói xong tần tư đình lại nhìn đống bừa bộn dưới đất và cửa tủ mở toang không cần hỏi cũng đoán ra được đã xảy ra chuyện gì còn nữa bây giờ thỉnh thoảng cô ấy sẽ không kiểm soát được cảm xúc vì cơn đau đầu nhất định đừng để cô ấy bị kích động tốt nhất là cậu nên để cô ấy trong một môi trường mà cô ấy cảm thấy an toàn và thoải mái đừng để cô ấy tiếp xúc với người mà cô ấy đã từng chán ghét hoặc căm hận cũng đừng để cô ấy gặp phải người khiến cô ấy có cảm xúc cực đoan. Bởi vì thỉnh thoảng cô ấy sẽ nhớ lại một số ký ức, có điều chính bản thân cô ấy cũng không biết được nguồn gốc của những ký ức đó, sẽ rất suy sụp. Tại sao anh không trả lời tôi? Anh tên là gì vậy? Quý noãn tựa đầu vào ngực mặt cảnh thâm. Dường như được anh ôm trong chốc lát đã cho cô cảm giác quen thuộc khiến cô không còn chống cự anh nữa. Cô chỉ nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe vì mới khóc, hơi tò mò, hơi dè dặt tay vẫn nắm lấy nút áo sơ mi của anh, vô thức gãy qua gãy lại. Mặt cảnh thâm giơ tay lên nắm chặt lấy tay cô, động tác vô cùng dịu dàng và cẩn thận. Anh cụp mắt, nhìn vào đôi mắt hoang mang và thuần khiết như trẻ con của cô, tim khẽ rung động, cúi đầu ghé vào tai cô, trầm giọng nói, anh là chồng em, đừng sợ, nhé. Chồng Quý Noãn suy nghĩ cẩn thận từ đống từ ngữ mà mình biết, hồi lâu sau mới thốt lên hỏi, là người muốn ngủ với tôi sao? Mặt cảnh thâm Chị Trần Tần Tư Đình Sau khi rời khỏi phòng ngủ Tần Tư Đình lại tiếp tục dặn dò chị Trần Những điều cần chú ý về tình trạng hiện tại của Quý Noãn Sau đó lái xe về bệnh viện lấy thuốc Trong phòng ngủ Quý Noãn vẫn tựa vào lòng mặt cảnh thâm Lúc này cô đã không còn mân mê nút áo của anh nữa Mà đổi chỗ khác Đó là nhéo mặt anh Như thể muốn xác định anh là người trong mơ hay là người thật Cô nhìn chầm chầm vào mặt anh ấp úng nói, hình như em đã từng gặp anh rồi. Mặt cảnh thâm kéo tay cô xuống, cứ ôm cô như thế, xuề tay cô ra, kiên nhẫn viết ba chữ tên mình vào lòng bàn tay cô, còn biết chữ không? Quý noãn ngây người nhìn ngón tay thon dài đang viết chữ vào lòng bàn tay mình, đọc theo, mặt. Cảnh. Thâm. Sau khi đọc xong, cô lại ngây người, hồi lâu sau mới nhỏ giọng thì thầm, cái tên này quen quen. Nghe cô nói vậy, mặt cảnh thâm không biết nên vui hay nên đau lòng. Đau lòng là cô đã tỉnh nhưng lại vì bị thương mà để lại di chứng, suy cho cùng vẫn phải tiếp tục tiếp nhận điều trị mới được. Vui là dù trí nhớ cô có lộn xộn, thần trí mơ hồ, nhưng cô vẫn có chút ấn tượng về những điều liên quan đến anh. Cô không quên anh, chẳng qua là trí nhớ lẫn lộn không phân biệt được mà thôi. Ngay lúc mặt cảnh thâm lại im lặng nắm tay cô lần nữa, quý noãn bỗng ngẩng đầu lên, nở nụ cười đầu tiên từ khi tỉnh lại mặc dù nụ cười vẫn còn thận trọng, như thể chỉ cảm thấy an toàn khi ở bên anh, không muốn rời xa anh, còn sợ anh không cần mình mà vẻ mặt có hơi nịnh nọt, cười rạng rỡ hỏi, vậy em có thể gọi anh là thâm thâm không? Mặt cảnh thâm hơi nhíu mày, gọi anh là gì cơ? Thâm thâm đấy. Quý noãn lại nắm lấy áo sơ mi của anh, như thể sợ anh từ chối vậy. Nhìn ánh mắt thấp thỏm và dè dặt của cô, trái tim mặt cảnh thâm vừa đau vừa xót, đồng thời như bị tan ra, khi nhẫn cất giọng ấm áp, ừ, em vui là được. Quả nhiên, quý noãn lập tức vui vẻ, sau đó toàn hỏi mấy vấn đề tạp nham, ví dụ như tại sao anh là chồng của cô, tại sao cô bị mất trí nhớ, tại sao lúc vừa mới tỉnh lại, có nhiều người gọi cô là bà chủ như vậy, tại sao những người này cứ muốn cho cô uống thuốc. Mặt cảnh thâm kiên nhẫn trả lời cô từng vấn đề một, mãi đến khi quý noãn cứ thế thiếp đi trong vòng tay thì anh mới nhìn sắc mặt vẫn còn hơi tái nhợt của cô gái đang say ngủ, bế cô lên giường rồi khẽ đặt cô xuống để tránh đánh thức cô. Tay anh đỡ sau gáy cô, vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, cuối cùng rút tay ra, cục mắt yên lặng nhìn cô đang ngủ say. Khi mặt cảnh thâm ra khỏi phòng ngủ chính, chị Trần lại bê cơm vào lần nữa. Dù quý noãn đã hất đổ rất nhiều thứ sau khi tỉnh lại, nhưng vẫn phải cho cô ăn chút gì đó. Kết quả, vừa trông thấy biểu cảm của ông mặt khi bước ra, rõ ràng bây giờ Hải Thành đã sắp vào đông, tuy trong nhà rất ấm, nhưng chị Trần vẫn không kìm được mà hơi run rẩy. Rốt cuộc là ai đã hại bà mặt ra nông nổi này? Chị có dự cảm, dù đối phương đã chết thì có lẽ tro cốt cũng sẽ bị đào lên lần nữa để đốt thêm mấy trăm lần. Ban đêm, quý Loãng đang ngủ thì tràn tỉnh. Mặt cảnh thâm đang ngồi bên mép giường xem hồ sơ công ty nhận ra sự khác thường của cô, lập tức ném hồ sơ lên tủ đầu giường, sau đó ôm lấy cô gái vừa mới thức giấc mà bỗng ngồi bật dậy vào lòng. Sao thế, giọng nói trầm thấp mang theo sự vỗ về của anh vang lên bên tai cô. Quý Noãn không kiểm soát được ngón tay và bả vai đang không ngừng run rẩy của mình, đầu óc trống rỗng. Máu, đôi mắt Quý Noãn trống rỗng, như thể không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cứ nhìn chăm chăm vào điểm nào đó trong phòng. Nhưng khi nhìn kỹ cô, mặt cảnh thâm thấy trong mắt cô hoàn toàn không có tiêu cự, cứ như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh mộng, nhưng đã bị rơi vào trạng thái hoảng sợ. Em nhìn thấy rất nhiều máu có người tâm sủng chỉ vào người em. Dù thế nào đi nữa, Quý Noãn cũng là cô gái sống trong thế giới hòa bình, mặc dù hành vi đỡ đạn chỉ làm trong tiềm thức, nhưng cũng không có nghĩa cô không sợ hãi. Ngay cả những người được đào tạo quanh năm trong căn cứ 11, một khi đối mặt với sống chết thể kia, sau khi sống sót trở về cũng sẽ có cảm giác sợ hãi. Đó là bản năng vốn có của con người. Không sao, tất cả đã qua rồi. Bây giờ chỉ là mơ thôi, là mơ, ngoan, đừng sợ. Mặt cảnh thâm vỗ nhẹ lưng cô an ủi. Biết rằng cô vẫn trong cơn mơ, không tính là tỉnh táo, nhưng anh vẫn nói rất khẽ, tránh để cô thật sự tỉnh lại sẽ càng sợ hơn. Quý noãn tựa đầu vào vai anh, gần như ngừng thở, khản giọng nói, rất nhiều máu. Nào chỉ là rất nhiều máu. Những vệt máu đó đều là máu của cô. Mặt cảnh thâm ôm cô, áp môi vào tai cô không ngừng vỗ về, cho đến khi cô nhắm mắt lại lần nữa, từ từ thở đều. Tình trạng như thế kéo dài suốt ba đêm thì quý noãn mới từ từ thoát khỏi những cơn ác mộng. Lúc ngủ cô sẽ không bất chợt thức giấc bởi những cơn ác mộng kia nữa. Có lẽ mỗi lần mơ thấy chuyện đáng sợ thì bên tại lại văng vẳng giọng nói trấn an của mặt cảnh thâm, thế nên cô quen thói càng ngày càng ỷ vào anh. Thậm chí trong mấy tiếng khi mặt cảnh thâm tạm thời đến công ty để học vào ban ngày, quý noãn sẽ ngồi co ro trong chăn không cho ai chạm vào, hoặc là đứng ngẩn người trước cửa sổ, Vừa cố chấp vừa ngẩn ngơ chờ anh về Chỉ cần mặt cảnh thâm về là Quý Noãn sẽ tươi cười nhào vào lòng anh không chịu buông ra Mỗi lần trông thấy hành động nhào vào lòng mặt cảnh thâm không màn đến ánh mắt người ngoài của Quý Noãn Chị Trần đều sẽ che mắt quay người rời khỏi Ôi, dẫu sao bác sĩ Tần cũng đã nói là bệnh của bà chủ không lâu sau sẽ có thể trị khỏi Bây giờ cô ấy chính là gánh nặng ngọt ngào của ông Mạch Hình như kể từ sau khi chuyện ly hôn qua đi bà chủ chưa từng bám ông mặc thế này ai nói bà mặc đã hết yêu ông mặc từ lâu rồi chứ loại trạng thái muốn gần gũi trong tiềm thức thậm chí hoàn toàn tin tưởng và ỷ vào anh này rõ ràng cho thấy trong ý thức chủ quan của bà mặc cô ấy hoàn toàn không thể rời xa ông mặc ông mặc vừa rồi lúc ông đến công ty học buổi trưa bà chủ nhất định không chịu ăn cơm cơm này là chúng tôi vừa mới hâm nóng lại chị trần xuống nhà bê cơm trưa lên mấy ngày nay phần lớn thời gian toàn là mặt cảnh thâm tự tay đút quý noãn ăn, hoặc là ngồi bên cạnh nhìn cô ăn. Chỉ cần mặt cảnh thâm không có ở đây, đừng nói ăn cơm, ngay cả uống một hớp nước quý noãn cũng không uống. Ban đầu, chị Trần nghĩ rằng cô đang nghịch ngợm như một đứa trẻ, nhưng sau đó chị dần phát hiện, chẳng qua là quý noãn sợ hãi, chẳng qua là cô đang phòng bị những người xa lạ, giống như sợ ăn phải thứ gì đó nguy hiểm nên không chịu há miệng ăn thức ăn người khác đút cho. Sự đề phòng trong tiềm thức này khiến chị Trần cũng bó tay, đành phải nhờ mặt cảnh thâm giúp đỡ. Để trên bàn đi, tôi sẽ đút cho cô ấy. Mặt cảnh thâm nói rồi vỗ vai quý noãn, ngồi xuống đây, ăn cơm trước đã. Sau này đi đâu anh cũng dẫn em theo có được không? Em không muốn ở lại đây một mình, giọng quý noãn buồn buồn. Hết phần 43, mời các bạn đón nghe phần 44.